chào mừng 500 anh em ruột ở đây với channel của Ngọc Ken nhá. Và buổi tối hôm nay thì Ngọc Ken sẽ gửi tới cho anh em một cái tựa game mà siêu bom tấn trong năm 2024 này của nhà phát hành Vinagame. Tựa game có tên là Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao anh em nhá. Và đây là một thể loại game nhập vai trực tuyến. Nhà phát triển thì là rất là nổi tiếng ở trên cái ngành game này, đó là Tencent Aurora Studio, và phối hợp với lại VNG Game nha mọi người. Vì thời gian hôm nay thì vào lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 4 thì bên Vinagame đã cho bản alpha test tại máy chủ Việt Nam. Và sẽ cho mở test từ 12 tháng 4 cho tới 19 tháng 4. Trong khoảng thời gian này thì anh em có thể là tải game về để test. Anh em có thể lên trên CH Play hay là lên iOS. Anh em tìm trên nhà Minh Nguyệt Đao Vinagame VNG đấy, để anh em tìm kiếm và anh em tải về nhá. Thì theo như mình đánh giá thì con game này, như hồi sáng thì mình cũng đã trải nghiệm sơ qua rồi, và bây giờ thì tối nay là mình sẽ có một buổi live để trải nghiệm chuyên sâu hơn một tí xíu và phân tích về các môn phái cho anh em nào chưa được test để hiểu rõ hơn. Thì đây là một thể loại game nhập vai, nhìn trước mắt là nhìn cái đồ họa thì không chê vào đâu được, cũng phải nói là dạng chơi game mà như là anh em đang xem một bộ phim bom tấn của Hollywood đây anh em. Thì trong các cái lớp nhân vật ở đây, thì anh em sẽ có là môn phái Thái Bạch, môn phái Thiên Hương, môn phái Thần Uy, môn phái Đường Môn, môn phái Cái Bang và môn phái Di Hoa. Hiện tại thì đang có cho chúng ta là 6 nhân vật. 6 nhân vật thì chúng ta sẽ đi xem từng môn phái điểm mạnh, điểm yếu nó như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tới với môn phái Thái Bạch. Phái Thái Bạch thì đây là một môn phái cận chiến, và vũ khí của môn phái Thái Bạch này xài đó là kiếm anh em nhá. Thì môn phái Thái Bạch này có điểm sát thương, đây điểm sát thương lên màu vàng đây, thuộc dạng là nó là một hệ cận chiến mà thiên về sát thương. Các chỉ số sinh tồn thì hơi yếu một tí xíu, vì sát thương cao thì chắc chắn là máu phải yếu rồi, sát thương cao máu đau nữa thì ai chơi lại, đúng không mọi người? Thì sát thương cao nhất rồi sinh tồn và khống chế thì nó hơi thấp lại, còn cơ động và độ khó thì nó cũng thuộc dạng cân bằng. Thì đây là môn phái cận chiến và ra đòn, thì anh em nào mà đam mê kiếm thuật thì anh em có thể là test thử môn phái Thái Bạch. Thì phái Thái Bạch nó có 3 lớp nhân vật, đó là thiếu hiệp, nữ hiệp và tiểu muội. Đây chúng ta sẽ xem con nữ hiệp này để cho nó hết cái hiệu ứng của nó xem. Đấy sơ anh em nhìn không, quá là xinh gái luôn. Và tiểu muội này, hay chúng ta cũng gọi là kiểu lớp nhân vật nó nhỏ nhỏ lại giống kiểu loli đó mọi người. Đó, rất là chất lượng nha, rất là chất lượng đồ họa, rất là chất lượng, rất là xịn sò luôn. Và cái lớp và cái môn phái thứ hai mà mình muốn giới thiệu tới tất cả anh em, đó là môn phái Thiên Hương. Thì môn phái này tầm đánh của nó là đánh tầm trung, và thế mạnh của nó là trị liệu mọi người. Tầm trung và trị liệu nha anh em. Đây là thế mạnh của môn phái Thiên Hương, trị liệu, hay chúng ta còn gọi là phái bút đấy. Thì trong một cái PT thì không thể nào mà thiếu môn phái bút này được. Anh em đi phó bản, anh em đi PK luôn luôn cần bút. Chị em nào mà chơi thích chơi bút hay bút thì anh chị em có thể là để ý tới em Thiên Hương này. Thì em Thiên Hương này chắc chắn rồi, để mà bút được thì cái điểm chỉ số sinh tồn nó phải là cao, có nghĩa là máu trâu, sát thương nó cũng vừa phải, sát thương cơ động khống chế, độ khó nó cũng ở cái mức cân bằng, độ khó thì nó ít hơn xíu. Nói chung là môn phái này thực sự môn phái dễ chơi. Mà Thiên Hương hệ bút thì nó chỉ có hai lớp nhân vật, đó là nữ hiệp và tiểu muội, chứ không có là bút nam nha mọi người, chỉ có bút nữ thôi. Đó, như kiểu là Nga Mi kiểu đấy. Nên là anh em, chị em nào hay là thậm chí là anh em nào thích thì vẫn có thể là trải nghiệm qua cái môn phái bút Thiên Hương này. Và môn phái thứ ba mình muốn gửi tới anh em, đó là môn phái Thần Uy. Môn phái này nhìn rất là ngầu. Đấy, mình sẽ xem đầu tiên là môn phái thiếu hiệp, cho anh em nhìn thiếu hiệp. Quá thành ngầu luôn mọi người. Đấy, vừa cầm thương, vừa cầm cung. Đấy, anh em thấy chưa? Kiểu này theo mình dự đoán, môn phái này vừa có cả đánh xa, vừa có cả đánh gần.
thì nhưng mà trong cái bảng chỉ số đây thì nó là môn phái cận chiến và là thủ cao đấy, không biết là sau này nó có update lên hay có cho bắn cung xa xa thêm xíu hay không, nhưng mà trước mắt thì chắc chắn là vũ khí chính của môn phái này là cầm thương, hoặc là cái cung này chỉ là đeo cho đẹp thôi. Thì để mà biết rõ hơn chi tiết thì anh em cứ tải game về vào tạo ngay con thần nuôi vào chơi sẽ rõ anh em nhá. Còn đây thì chỉ số sát thương khá là ổn định này, sinh tồn phun cây luôn đấy, thủ cao, sát thương ổn, sát thương cơ động khống chế độ khó, nói chung là thuộc dạng là trung bình khá, nói chung là học sinh khá anh em ạ. Còn quả sinh tồn này thì là học sinh giỏi xuất sắc cấp quận, cấp thành phố rồi, nên là anh em nào mà thuộc cái hệ mà đô la thần trưởng hay là Việt Nam đồng thần trưởng thì anh em có thể là để tâm tới con phái thần uy này. Khi mà đã có thủ cao máu trâu rồi thì anh em cứ giả đô la thần trưởng vào thì kiểu gì điểm sát thương nó cũng tăng lên, thì anh em chừng đấy sẽ gọi là bất tử anh em ạ. Đấy, và môn phái thứ tư mình muốn gửi tới anh em đó là môn phái đường môn. Ui trời ơi, nhìn chất chơi nhỉ. Môn phái đường môn, môn phái đường môn thì nó cũng có ba lớp nhân vật, đó là thiếu hiệp, nữ hiệp và tiểu muội. Thì mình sẽ giới thiệu qua cái lớp thiếu hiệp, thì mình là nam mà, nên là mình thích những môn phái nam. Ở đây đây là nó có thêm một cái nhân vật phục hay như thế nào đây thì anh em phải tạo nhân vật vào game thì sẽ rõ. Thì môn phái đường môn chắc chắn là môn phái đánh xa rồi, vũ khí của đường môn chắc chắn là sẽ là cung rồi, nhưng ở đây thì không thấy cung đấy. Ở đây thì hiện tại là mình chưa thấy cung, ở đây là con rối, hình như là một con rối như anh em đang bình luận ở trên livestream của Ngọc Ken. Đây là một con rối. Thì môn phái này thì đánh tâm xa, sát thương của đường môn lúc nào cũng cao anh em ạ. Bất kỳ một con game nào trong cái thế giới game kiếm hiệp thì môn phái đường môn lúc nào cũng chơi cung và nó sát thương rất cao. Kèm theo sát thương cao thì độ khó nó cũng cao, và các cái chỉ số sinh tồn, cơ động và khống chế thì nó ở cái mức cân bằng. Và đây là thế mạnh của nó là ra đòn, thì nó tương tự với lại môn phái Thái Bạch cũng là ra đòn, sát thương cao thì sẽ là nó cho vào cái hệ là hệ ra đòn anh em đó. Và nữ hiệp chúng ta xem cái hoạt ảnh của nữ hiệp này. Úi trời, quá là đẹp luôn. À, có một điểm hay đó là đường môn thiếu hiệp thì có một con rối là nữ, có cái con nữ đây, còn đường môn nữ thì nó lại có một con vũ khí nam, à con rối nam đây đấy. Và tiểu muội thì cũng có một phải xem nào, tiểu muội cũng có một tiểu đệ nam luôn. Ok anh em đấy, nhìn các cái lớp nhân vật rất là đẹp anh em. Và một vài tiếp theo, một vài thứ năm mình gửi tới anh em, đó là nhìn cái quả, những quả hồ lô này thì biết chắc đây là cái bang rồi đúng không mọi người? Đây là môn phái cái bang, và cái bang thì chúng ta sẽ coi cái lớp nhân vật nam trước. Ui xài, nhìn lúc nào kiểu say xỉn nhỉ. Ui xài, lại có con quả đả cầu bồng này, luôn có con chó đi theo đấy, hợp lý. Đây là cậu trắng nhưng mà là cậu vàng đâu nhá. Nhìn rất là chất đấy, nghệ đấy, được của nó đấy. Và môn phái cái bang này thì nó là môn phái cận chiến và khống chế. Môn phái này chuyên về khống chế, phái này thuộc dạng đấm nhau mà kiểu là đi mà đánh solo á, thì những cái thằng cận chiến với khống chế này mày nó bắt mấy thằng tay dài là hơi bị khó chịu đấy. Những thằng này kiểu hệ là cục xúc lao vào rồi khống chế choáng chủng các kiểu, và tuy là nó là một phái khống chế nhưng mà các điểm sinh tồn, sát thương, cơ động, độ khó của nó cũng là thuộc dạng là học sinh khá chứ không phải là học sinh trung bình đâu nha anh em. Thì đây điểm sát thương khá cao, điểm máu sinh tồn này chắc là HP rồi, HP này cũng khá cao. Thì kèm theo đó thì cái kiểu môn phái cân bằng như thế này thì độ khó chơi thì nó thuộc dạng nó phải hơi khó một tí xíu. Thì anh em nào mà thích những cái hệ phái mà nó cân bằng chỉ số thì anh em có thể là để ý tới con thần uy hay là con cái bang này. Còn những cái môn phái mà nó thể hiện rõ cái nhiệm vụ của nó như là môn phái thiên hương này thì nó là bút đấy. Như con thái bạch này thì nó cũng hơi cân bằng, nhưng mà con đường môn này thì nó là đam đấy. Và môn phái cuối cùng mình muốn gửi tới anh em đó là môn phái di hoa. Môn phái di hoa này thì vũ khí của nó là cái sáo. Để mình xem nào. Đúng rồi, chính xác, môn phái của nó là cái sáo. Như ở trước màn hình của anh em đây thì là nó là lớp nhân vật là nữ hiệp. Thì chúng ta xem. Duy Thắng đã wiscan 5.000 đồng. E thích nhất môn phái Thái Bạch bằng 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 bằng. Ok, cảm ơn em Duy Thắng.
Và mà chúng ta tiếp tục cái buổi review hôm nay thì môn phái nữ hiệp này thì nó là môn phái hệ cơ động, thì môn phái này thuộc dạng là nó kiểu nhanh nhẹn, nó cao đấy, sát thương ổn, sát thương trung bình khá, điểm sinh tồn và điểm độ khó là trung bình, khống chế cũng trung bình khá. Và chúng ta xem đây, nó là môn phái cơ động và hỗ trợ, thì không biết là phái này nó có boost hay không, nhưng mà như mình thấy đây là có hỗ trợ thì chắc chắn là sẽ có boost rồi. Là thiếu hiệu, chúng ta xem qua lớp thiếu hiệu, nhìn nghệ nhà, nhìn cái này kiểu mấy anh công tử nhà giàu nhìn thích lắm. Đấy, chứ mình thì cái gu của mình không, mình sẽ không có chơi phái này, vì nhìn nó kiểu nó hơi kiểu lãng tử một tí xíu, hơi kiểu công tử một tí xíu. Cái này dành cho những anh em nào mà thích cái sự nhẹ nhàng, yêu màu tím trung thủy đấy, ghét sự giả dối kiểu đấy. Và tiểu muội, chúng ta sẽ có lớp tiểu muội, nhân vật tiểu muội, mặc cái đầm rất là đẹp. Đây, môn phái này mình cũng sẽ không có nói về nhiều, vì theo mình nghĩ là cái quả di hoa này và cái quả thiên hương này, một bên là máu trâu và bút, thì quả di hoa này thì cơ động này, không biết là trong game nó như thế nào, cơ động theo mình nghĩ cơ động là nhanh nhẹn thôi nhỉ, cũng nhanh nhẹn và bút. Thì đó, mình đã giới thiệu qua 6 cái lớp nhân vật hiện có tại cái phiên bản alpha test ngày hôm nay. Và anh em nào cảm thấy mình phù hợp với lại môn phái nào thì anh em cứ chọn để vào game cùng trải nghiệm với Ngọc Ken nhá. Còn bây giờ thì mình đã có tạo một cái nhân vật của mình. Đây, một cái nhân vật của mình đây là Thái Bạch. Thái Bạch đây, mình đã tạo một nhân vật level 9 rồi, và chúng ta sẽ cùng vào game trải nghiệm game từ những cái nhiệm vụ tân thủ, và sẽ chơi xuyên sâu hơn nữa. Chuyên sâu hơn nữa trong cái buổi live stream ngày hôm nay. Và anh em nếu như xem tới đây rồi mà cảm thấy video clip này nó hay thì ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh giúp Ngọc Ken, ấn vào chuông thông báo để không bỏ sót video clip của Ngọc khi Ngọc lên sóng anh em nhé. Và bây giờ đang loát đinh anh em ạ. Nếu như mà trong cái bản đây là bản alpha test, nhưng mà nếu mà được nhé, nếu mà được thì mình có một kiến nghị nhỏ nhỏ như thế này gửi tới Vina Game. Nếu như các bạn có xem được video clip này thì hãy cố gắng, đội kỹ thuật Vina Game hãy cố gắng làm một bản PC, clean PC, chứ để cho anh em có thể trải nghiệm trên đồ họa trên PC nữa, thì anh em chơi vừa chơi Android này, vừa chơi iOS này thì nên cũng có nên clean trên PC. Còn đây thì Ngọc đang chơi cũng trên PC, nhưng mà nó phải là chơi qua giả lập. Anh em có thể là tải cái giả lập LD player về, hay là nóc, hay làm cái gì đó vân vân, cái đó tùy anh em. Để anh em tải giả lập về, xong rồi anh em hiện tại ở cái bản test này thì nó chưa có cái link APK ở trên trang chủ, nên là anh em có thể lên CHLay ở đây cái giả lập, rồi anh em gõ tìm kiếm cho mình Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao VNG đấy, hay còn gọi là viết tắt của VNG, thì anh em Vina Game đấy, anh em bấm vào thì nó sẽ ra và anh em sẽ tải về, thì anh em sẽ chơi được ở trên máy tính mọi người nhá. Rồi thì tới đây thì chúng ta đã bước vào thế giới của Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Anh em thấy đồ họa trước mắt của anh em có ổn không ạ? Nhìn sơ qua một phát thì cái map nhìn rất là rộng lớn anh em, rất là rộng lớn nhá. Đây, chúng ta chơi game nhưng mà tưởng chừng như là chúng ta đang xem một bộ phim kiếm hiệp đúng không mọi người, mà nó lại phải là kỹ xảo đồ họa này, kỹ xảo của game này rất là bắt mắt, rất là đẹp luôn mọi người. Mình test thử cái skill cho anh em xem. Đây chém úi xài. Đúng, phái này là phái thể kiếm ý, kiểu này kiểu gì cũng kiểu phải có là tích kiếm ý, xong rồi chơi nổ xả combo các kiểu. Mình phải làm như vậy, chúng ta phải lên level cái đã, và chúng ta sẽ chạy những bước chạy làm nhiệm vụ đầu tiên anh em. Rồi hiện tại thì cái bản này mình đã chơi qua hồi sáng, thì nó đang là cái giao tiếp với NPC ấy, thì nó đang là nói bằng tiếng Anh, thì chắc là bản open beta thì bên Vinagame người ta sẽ viện hóa 100%, nên là anh em chúng ta hãy bỏ qua cái vấn đề cốt truyện có hiểu hay không, thì chúng ta cứ chơi làm nhiệm vụ thôi cái đã, rồi chơi sâu hơn chúng ta sẽ hiểu thôi đấy. Combo sướng quá, úi trời ơi đẹp quá. Thằng này nó kém mình đây, combo 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 combo
Tuyệt vời quá anh em ơi. Tuyệt vời quá anh em ơi. Đây xong có một cái món đồ màu xanh đây. Và chúng ta tiếp tục chạy làm nhiệm vụ. Và để mình xem khi mà mình tạo được cái nhân vật này, tí nữa mình phải xem vào phần kỹ năng của nó. Đấy, vừa nói xong là chúng ta đã vào được ô kỹ năng rồi. Kỹ năng chiêu thức của con Thái Bạch này hơi căng nhá. Rất nhiều nhá. 1 kill, 2 kill, 3 kill, 4 kill, 5 kill. 1 kill đánh thường. 5 kill này 6 kill, 7 kill. 8 kill, 9 kill tổng. 10 kill à, lại có cả khinh công nữa này. Còn skill này, skill ban hộ chúng ta sẽ không nói, mà chúng ta sẽ nhìn sơ qua cái skill của nó nào. Phi yến trục nguyện này. Phi yến trục nguyện chúng ta xem nào. Tốn toàn bộ kiếm ý, căn cứ vào số lượng kiếm ý gây cho nhiều kẻ địch trong phạm vi 3, 6, 10 đoạn tấn công. Mỗi lần tấn công gây sát thương cho mục tiêu, bỏ qua định lực áp chế mục tiêu. Trong quá trình thi triển không thể bị chọn, nghĩa là trong cái quá trình mà anh em đang thi triển cái skill phi yến trục nguyện này thì anh em sẽ không bị chọn làm không thể người khác không thể target mục tiêu vào anh em ấy, hiểu ngắn gọn như vậy. Cấp hiện tại này, cái này không nói, cái này cộng khí lực là cộng 22. Đây mỗi đoạn tấn công gây 30% tấn công cộng 5 sát thương ngoại công. Đó là đây là cái skill phi yến trục nguyện nha. Chúng ta xem qua skill hồi phong lạc nhạn, gây sát thương cho nhiều kẻ địch trong phạm vi trước nhận một ô kiếm ý. Đây, điều khí là 7 giây, phạm vi kỹ năng là khu vực phía trước này, anh em sẽ đánh vào phía trước cái hướng di chuyển của mình nhé. Còn cấp hiện tại thì như cấp này thì đang gây là 45% tấn công cộng 6 sát thương ngoại công, cái này là cộng sức mạnh 22. Đó, cấp kế thì nó sẽ cộng cao hơn. Tiếp tục là phi thiềm tiễn tuyết, phi thiềm tuyển tuyết dùng kiếm hất, cái này dùng kiếm, cái chắc là dùng kiếm hất tung à, gây sát thương cho kẻ địch phía trước, đánh bay kẻ địch trong trạng thái phá địch. Ở đây là điều khí là 20 giây, điều khí 20 giây này khả năng là thời gian chờ đấy, anh em hiểu ngắn gọn này. Cái này CD 20 giây kiểu đấy, phạm vi kỹ năng là khu vực phía trước, gây 70% tấn công cộng 6 sát thương ngoại công. Cái này cộng thẳng luôn là thân pháp cộng 22 kia, cấp level hiện tại. Và skill tiếp theo đó là thương long xuất thủy. Thương long xuất thủy thì sẽ xung kích về phía trước 15m, tấn công nhiều kẻ địch ven đường và gây áp chế, gây sát thương nếu trúng mục tiêu, kích hoạt điểm huyệt sau khi thao tác, có thể thi triển áp chế bỏ qua định lực mục tiêu 1.5 giây, CD là 23 giây. Hình chữ nhật phía trước, phạm vi kỹ năng là hình chữ nhật phía trước, gây cho mục tiêu bị đánh trúng 50% công cộng 2.2 sát thương ngoại công. Cái này cộng thẳng sinh phí 22 điểm ở cấp hiện tại. Và vô ngấn kiếm ý, cái này thì mình chưa có. Vô ngấn kiếm ý này thì sau khi thi triển trong vòng 3 giây có thể tự động phản đòn một lần chiêu thức của kẻ địch ở gần, trong thời gian duy trì miễn dịch tất cả sát thương và khống chế trong thời gian ngắn, thay thế đánh thường bằng thiên phong ngũ vân kiếm, có thể nhấn 5 lần tiếp theo, đánh ra 5 lần liên kích, bỏ qua định lực áp chế mục tiêu và gây nhiều sát thương. Tiêu này có nghĩa như cái kiểu như là nó là ulti của một môn phái này hay sao đấy, thì không biết là có chính xác hay không, thì anh em chúng ta cùng tiếp tục trải nghiệm nha. Và đây là kích, skill kích này thì phá huyệt điểm chỉ, phá huyệt điểm chỉ đây. Thương long xuất thủy sau khi chính xác mục tiêu kích hoạt đả kích huyệt đạo mục tiêu, gây sát thương cộng hiệu quả điểm huyệt áp chế mục tiêu 1.5, và đây gây tấn công là 40% cộng 5 sát thương ngoại công này. Tiếp tục là skill thanh liên kiếm quyết thì có xác suất kích hoạt vân đài tam lạc, lập tức tấn công kẻ địch trong phạm vi phía trước, gây sát thương và nhận một ô kiếm ý, CD là 2 giây, phạm vi kỹ năng khu vực phía trước, tấn công kẻ địch ở phạm vi phía trước, gây 77% tấn công cộng 2.2 sát thương và tăng một kiếm ý. Tăng cái kiếm ý này để anh em xài ulti đấy mọi người.
đó để anh em xài công ty đấy. Rồi chúng ta xem bên này thì đây là kiếm Lữ Sơn Hà tuyệt học Thái Bạch này, gây đả kích liên tục phía trước, gây nhiều sát thương bá thể. Quá trình sử dụng không thể sử dụng trong lượng kiếm điều khí là 30 giây. Phạm vi kỹ năng không, đây hình như là kỹ năng đây là kỹ năng hỗ trợ đây nha, kỹ năng bị động, đây là kỹ năng bị động, bên này kỹ năng chủ động này, kỹ năng đặc biệt này, kết liễu mục tiêu suy yếu hồi sinh lực cho bản thân và trốn thoát này, xóa khống chế, nhảy múa kiếm xoay một vòng gây choáng mục tiêu địch xung quanh, thế là cũng là kỹ năng chủ động mà nhỉ. Để mình xem ngoài này nè, đấy skill của nó, đây là những dòng skill của nó nha. Còn chúng ta phải chơi và trải nghiệm thì đó là mới chỉ đọc cái phần là việt hóa của bên Vinagame thôi, nhưng còn để chơi, để cảm nhận được cái sự mạnh yếu của một môn phái như thế nào thì chúng ta bắt buộc phải chơi, phải có những trận PK, phải có đi hoạt động, đi phó bản này các kiểu thì chúng ta mới đánh giá được phái yếu phái mạnh. Nhưng mà theo mình thì ở một cái tựa game đình đám ở bên những cái server như là Trung Quốc này kia thì người ta đã phát hành rồi thì chắc chắn cái vấn đề mà cân bằng môn phái thì người ta đã lo rồi. Thì về Việt Nam chúng ta là phát hành sau thì cái vấn đề đấy thì anh em không cần phải lo, anh em không cần phải phờ lo, mọi thứ đã có VNG lo, chúng ta chỉ việc là tải game về và chơi thôi anh em nhé. Và chúng ta bắt đầu tiếp tục làm nhiệm vụ. Hiện tại thì nó đang là voi của tiếng Đức, tiếng Anh nên là mình không hiểu nhiều, mình không hiểu nhiều tiếng Anh này nên mình sẽ bỏ qua cái voi này đi. Đấy, chúng ta sẽ bỏ qua cái voi này để chúng ta sẽ làm nhiệm vụ thôi, làm nhiệm vụ lên level để chúng ta trải nghiệm game thôi anh em nhỉ. Hello tất cả mọi người nhá. Mic bé thật mà nghe trên lap không nghe thấy gì luôn hả? Nghe điện thoại to lắm, còn PC với lap thì hơi bé hả? Thúc bé à? Ok, sorry mọi người, nãy giờ mic hơi bé. Ok. Giờ thì ổn định rồi. Nút nào sáng thì bấm anh ạ, à. Hợp lý luôn à, bé Su ơi. Nói chung cách chơi game của Ngọc Ken nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta cứ giả tiền vào xong này. Cách combo đơn giản nhất, hiệu quả nhất đó là Việt 5 đồng cộng với nick nào sáng thì bấm, thế là xong. Chơi game bây giờ dễ mà. Ê, ui giời ơi thằng này nó chơi mà mình chơi mình còn không biết gì. Hiện tại là mình chưa biết mình xuất chiêu như thế nào, chứ đừng có nói là kẻ địch làm sao biết được. Mẹ tôi xuất chiêu như thế nào tôi còn chưa biết được, và làm sao các ông biết được. Đấy là nói thế thôi, nhưng mà chúng ta chỉ cần chơi khoảng một ngày, trải nghiệm game một ngày chúng ta sẽ quen được cái skill liền. Đấy, úi này chiêu này là ấy, chiêu này chiêu vòng tròn nè, ấy chiêu này chiêu đâm nè, chiêu đâm ý, chiêu này quay lại lướt nè, úi chút ta ấy, chiêu này nó chưa sáng nên chưa biết anh em ạ. Úi chém úi lướt này, lướt này, nhảy vô chém này, úi trời ui lực thật sự ạ. Kiểu nó nhanh như thế nào anh em nhỉ? Giống như kiểu phần môn phái này, giống môn phái Hoa Sơn ở trong cái mấy phim kiếm hiệp Kim Dung của anh em hay coi đúng không? Đấy, môn phái Thái Bạch. Được đấy. Giống kiểu quả của nhạc mất quần đúng không mọi người? Giống lệnh hồi xuân đúng không? Và quả Hoa Sơn kiếm ý này, kiểu kiếm ý này giống lệnh hồi xuân đấy. Đấy, đồ họa rất đẹp anh em. Thề trong năm 2024 mình chưa có chơi con game nào đồ họa đẹp như thế này. Mà trong suốt một thời gian khá là lâu rồi, mình cũng chưa có trải nghiệm một con game nào đồ họa đẹp như thế này. Từ cái lúc mà con Thiên Dụ nó ra thì tới tận bây giờ thì mình mới thấy nhà VNG ra được thêm một tựa game nó chấm điểm đồ họa nó phải đạt là 10 trên 10 anh em ạ, 10 không có nhưng. Đấy. Cái này cho 10 điểm không có nhưng luôn. Quá trời sướng. Anh em đã nghe mic đã ổn chưa? Ổn định chưa? Thắng chia sẻ nhọn vào trong nhóm Zalo liên tục cho anh nha Thắng. Chat ôn luôn nha em yêu. Có nghe anh nói gì không? Rồi và bây giờ chúng ta vẫn là trên cái con đường
làm nhiệm vụ. Đây thì chúng ta sẽ bỏ qua mấy cái ôi trời. Ôi trời. Bỏ qua mấy cái này. Chúng ta làm nhiệm vụ chính tuyến cái này. Thì hết chính tuyến thì chúng ta sẽ làm phụ tuyến. Đây, chúng ta sẽ chạy. Ở đây hình như là có một quả đồng hành. Chắp tay đi như thế này sẽ là đồng hành đấy. Mình đoán không nhầm. Và trong cái thời gian mà mình làm nhiệm vụ như thế này thì mình cũng có nhiều anh em ở trong nhóm cộng đồng của mình cũng có hỏi, đó là trong cái bản alpha test này thì có nào hoàn trả được hay không. Đó thì báo cáo với anh em đó là có anh em nhé, bản alpha test này có nào hoàn trả, và mọi chi tiết thì anh em cứ lên trên fanpage để anh em đọc, lên trên trang chủ để anh em đọc cái tỷ lệ hoàn trả mọi người nhé. Và nói chung là khi hoàn trả thì chắc chắn là nó sẽ hoàn trả, như hồi nãy mình đọc sơ qua cái vấn đề hoàn trả thì nghe đâu là hoàn trả 150% đấy anh em ạ, nhưng mà ở cái mốc 15 triệu đầu thôi, nên anh em nạp khoảng 15 triệu đầu thì nó sẽ hoàn trả cho anh em khoảng nhiêu đấy, không biết là có chính xác hay không, tí nữa mình sẽ coi lại và mình sẽ thông tin lại cho anh em cho chuẩn. Chứ còn mà thông tin nhiều cái đưa tin sai lệch, tin chưa chuẩn thì anh em lại đốt nhà lại chết. Cái này giống như kiểu nhảy audition vậy. Đấy, chúng ta đang đánh đàn. Chúng ta đang đánh đàn. Mình nghe cái tin nhắn đấy là mình bị bấm loạn hết cả lên. Làm mấy cái nhiệm vụ này giống kiểu nhiệm vụ kỳ ngộ á mọi người. Rồi, ok. Anh em chờ mình một xíu, mình rep cái tin nhắn của những anh em khách hàng đó. Khách hàng bên số. Và trong khi bản open beta nó ra, hiện tại thì mình đã xem qua bên kia trang trang nạp á, trang nạp của VNG, thì anh em có thể là vào cho mình cái đường link, đó là shop.vnggame có s là sao nhé, .com, thì anh em lên anh em chọn cho mình cái dòng cái game Thiên Nha Minh Nguyệt Đao. Thì hiện tại ở trên cái web này thì nó đang có các cái hình thức nạp là Zalo Pay, nạp qua Visa, nạp qua Việt QR và nạp qua ngân hàng. Hiện tại thì chưa có thấy là nạp qua thẻ Zing, thì chắc là trong thời gian tới thì sẽ có open beta, thì chắc chắn sẽ phải có thêm cái hình thức là nạp thẻ Zing cho anh em muốn lựa chọn hình thức nào thì chọn. Đó, thì hiện tại thì anh em có thể nạp bằng Zalo Pay anh em nhé, anh em có thể nạp bằng Zalo Pay trước. Thì làm nhiệm vụ trước mà. Hoàn trả. Đây có một bạn Duy Thắng, bạn đang chat lên ở trên cái tech chat của mình, đây là hoàn trả level 51 là 100% cộng 50% hả anh? Mắc 15k. Mắc 15k ngân phiếu à? Mắc 15k ngân phiếu à Thắng? Em lên lên Discord luôn đi Thắng ơi. Vào Discord luôn đi, đừng có chat. Trả lời luôn đi. Cần thêm thông tin gì em hãy ra ngoài fanpage em cho mọi người cùng biết luôn. Đấy, đang làm nhiệm vụ. Giang Nam, Đạm Đạm, Suy Uyên, Trách Kiều, Thanh Thanh, Liên Tử, Thục, Lăng Giác. Trong cái lúc mà nó chờ đợi thì vẫn có một hai câu thơ để anh em, một hai câu thơ để anh em có thể đọc. Anh em ạ. À. 黑煞对贼人的气息十分敏感，有了他的帮助，一定可以追踪到贼人的身影。 哇， 多谢了。 Nhiều anh em hỏi là vẫn hỏi là chơi con game này trên PC được không, thì mình trả lời với anh em là có anh em nhá, có chơi được trên PC.
có chơi được trên PC. Anh em hiện tại thì anh em có thể tải giả lập về rồi anh em vào cái CH Play ở trên giả lập, anh em tìm Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao VNG rồi anh em tải về nhá. Đấy, mình sẽ xe. Và còn để mà biết thêm chi tiết thì anh em có thể vào cái nhóm group Facebook của con game này. Đường link trang chủ này, đường link TikTok của Thiên Nhai này, trang chủ Thiên Nhai này, và group và để giao lưu của Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao này thì mình có để ở phần miêu tả hết, anh em có thể là bấm vào đấy để xem nhá. Còn anh em nào mà cần vào thêm nhóm cộng đồng Zalo để anh em có thể chat trực tiếp giao lưu với mọi người thì anh em ở trong phần miêu tả mình cũng có để trong đấy, anh em có thể tham gia, bấm vào tham gia đấy. Còn chúng ta bây giờ là vẫn cứ làm nhiệm vụ thôi, hiện tại mình đang level 16. Con Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao này thì nó cũng đã từng làm game rồi đó mọi người. Con này cũng đã từng làm phim, có một bộ phim về Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao này rồi đây anh em. Thì đây là một tựa game dựa trên tiểu thuyết Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao trong series tiểu thuyết của Tiểu Lý Phi Đao, được viết bởi Cổ Long năm 1974. Theo cái thông tin mà mình tìm hiểu được thì nó là như vậy. Trước khi mà phát hành ở Việt Nam thì tựa game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao này cũng đã phát hành rất là thành công tại Trung Quốc này, Đài Loan này, Hàn Quốc này. Và cái lúc mà game chưa về Việt Nam thì cộng đồng gamer của Việt Nam cũng đã đổ bộ sang bên máy chủ Trung Quốc chơi khá là nhiều rồi, nên cũng có rất là nhiều bậc cao thủ đã xuống núi. Hiện tại cũng đang ở trong group game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, anh em có thể vào đấy để học hỏi thêm kinh nghiệm chơi game nhé mọi người nha. Nói chung quả Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao này về Việt Nam thì nó đúng bài luôn, vì không biết gamer nước ngoài thì cái gu chơi game của các bạn ấy như thế nào, chứ Việt Nam chúng ta thì cứ thích là đồ họa đẹp. Trước mắt là đồ họa đẹp, rồi lại có thêm quả khinh công nữa thì đúng bài kiếm hiệp luôn. Map thế giới à? Không phải, đây chỉ là map ở Giang Nam thôi. Chúng ta thử bấm vào map thế giới xem nào. Map thế giới là bấm vào đâu để xem nào, nhìn cái map thế giới xem nó có rộng lớn ở map thế giới đây. Úi xôi, ui. Hiện tại là map thế giới nhìn nó rộng, tứ hải, tần xuyên, ba thục, Tương Châu, Kinh Hồ, Khai Phong, Giang Nam, thì chúng ta đang ở Giang Nam này. Đông Viết, Di Hoa, Hải Hà Châu, Hiệp Khách Đảo, và Hiệp Khách Đảo này có một bộ phim hay lắm này, Yến Vân. Đó. Chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ anh em ạ. Thank you.
vụ tiến tiếp này. Sở cứu quá xịn. Mình cứ chỉ mong là làm cho xong nhiệm vụ thôi, để chúng ta tập trung nghiên cứu vào cái bộ chiêu thức như thế này. Đấy, kiếm người nào bắt đầu build lực chiến, xong kiếm người nào ra BK solo các thứ, đi phó bản các thứ. Còn trong cái thời gian mà làm nhiệm vụ chính tuyến này thì hãy cho nó qua nhanh đi nhỉ. Chúng ta sẽ tập trung để làm nhiệm vụ chính tuyến nha mọi người. Tập trung làm nhiệm vụ chính tuyến để chúng ta trải nghiệm thêm những cái hoạt động game khác nha, cũng như là build lực chiến lên nhá. Mình sẽ tập trung để mình làm cái này, lướt này. Đam khá là to. Ui, bị hất ra cái này mà có cái skill gì hồi nãy mà chống đỡ là ngon đấy. Đây là skill đánh nhóm, skill khống chế, lướt, đánh trả này, lướt, bấm vào, sát thương này. Hất ra rồi. Đánh nhanh đi, chúng ta nhanh đi, làm nhiệm vụ xong nhanh. Đánh bại người che mặt. Bỏ qua này, chính tiếp tục này. Tiếp tục chạy nhiệm vụ chính tuyến nào. Chưa hóa说的真是漂亮，本宫听闻中原武林乃有双，耶律公主，这些耶律公主，既如此，希望你们依据使团约。辽国公主也闻风，辽国公主也闻风而动，神龙首对孔雀翎之事可有答复？ 我知道沈龙堂师兄，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 我知
Có lẽ nào chia sẻ nhận quà. Tắt đi. Đến Facebook, nếu bấm Facebook là nó lại ra. Thôi bấm cái chia sẻ để bỏ qua đi. Khi nào mình chơi bằng trên điện thoại mình chia sẻ xong. Vì trên cái giả lập này nhiều khi nó sẽ phải ra một cái tab khác, nó sẽ bị lag. Đây có thời tiết là có trời mưa luôn đấy mọi người. Rất là chân thực nhá. Ui đẹp kìa. Ui soi ngọc đẹp kìa. Bỏ qua cốt truyện này. Bỏ qua này. Chạy hết nhiệm vụ này. Bỏ qua này.
ta sẽ có thêm kinh mạch trong võ học thì anh em có thể nâng kinh mạch nữa nhá. Trong võ học thì có chiêu thức này, chiêu thức này chiêu thức của phạm môn phái rồi, kinh mạch này, có khinh công này, và có bang hội này, skill bang hội đấy. Skill bang hội này thường là sẽ là cộng các chỉ số sức mạnh sinh khí, khí lực, thân pháp cũng thẳng vào nhân vật. À đây có các kênh nữa, đổi được các kênh nữa, ngon. Tham gia này, đến này, xin xăm này, xin xăm này. Tiếp tục hoàn thành. Hoàn thành điểm danh bang, điểm danh bang hình như mình chưa vô bang. Mình chưa vô bang là mình phải tí nữa mình phải vào đắc nét đâu đây nhỉ? Quả đắc nét đâu đây thắng? Quả đắc nét đâu rồi? Bang đắc nét đã có đây đắc nét đã có anh mình lập rồi. Xin vào bang. Người chơi cùng bang mình chưa có vào ấy. Mình chưa vào phái. Chưa vào như kiểu là chưa vào quốc gia đó mọi người. Rồi, nhiệm vụ võ lâm song bích trò chuyện với lại Tô Tiểu Bạch. Thiên phong tư xuế, xuế lãng thiên chinh. Tiếp tục là mình vừa sau đây mọi người mình vừa có trả lời một số tin nhắn. Hết nhiệm vụ mày không biết lên được level bao nhiêu trong ngày đầu ra mắt đây. Việc tím vào đây luôn hả? Chơi chưa? Full rồi. Level mấy là full? Ba tư là tới mấy 22 chắc cũng gần full rồi. 22 lên 34 có lâu không? Làm tí. Tập trung chơi một xíu xong. Cái này là mấy cái kỳ ngộ đi kiếm được con nào PC cổ quỷ. Vậy là nó giống như kiểu vào bên thiên vũ đó, đúng không? Đúng rồi. Quả game này thì hồi nãy là mình vào bên nào nhỉ? Thiên Phong Minh đúng không Thắng? Thiên Phong Minh đúng không anh? Thiên Phong Minh. Anh vào Thiên Phong Minh mới vào được bang. Rồi ok. Con mít thấy là cũng lân la vào group các kiểu rồi đấy. Kêu nói chứ còn gì nữa. Tín ơi, hôm nay mắc là 34 á anh? Cho em vô bang với hả Danh Nguyễn? Em vô bang em xin vào group đi. Vào group em xin Nghi Thắng nó đang duyệt đấy. Anh do anh online sau nên là anh không có tạo bang. Ông anh của anh tạo bang này vẫn là bang đất nét nha. Nhưng mà do là cái ký tự bang này nó giới hạn 7 ký tự nên là chữ đất nét thì nó tới 8 ký tự là thế mà mất một chữ S. Đâu rồi, để xin vô bang nào. Đưa cho anh một slot bang đi Thắng ơi. Dạ vâng. Đâu, thật bang luôn. Bang hội này. Vào đâu nhỉ? Hưởng ứng bang hả? Không anh, vào bang luôn, bang mình full người ấy chứ. Không, bang mình nay đẳng cấp rồi phải không? Cái game này nó đông người quá ngay. Xin vào bang rồi, ok. Giật đi. Trình đồ cũng gặp anh qua đây, cũng gặp anh, ok, hello. Cảm ơn Danh Nguyễn. Thắng gửi cái đường link nhóm Zalo lên trên tech chat kiểu anh cho Thắng ơi. Vâng. Em gửi luôn link
Group game, group của game Thiên Nha Minh Nguyệt Đao này, group của Vina Game ấy, gửi luôn link fanpage cho anh em vào, gửi luôn link TikTok cho anh em vào. Đấy, anh em gửi cho anh ba cái link đấy, gửi luôn link Zalo nhóm của mình luôn nhé. Dạ. Ô tiểu bà. Sao cái mic thằng Thắng hôm nay nói nhỏ nhỏ đó, bình thường nói cái to, à, thằng Tín nói cái to lắm. À, tao chỉnh âm lượng nó nhỏ quá. Nói lại cái coi to cho Tín này. Lâu lâu. Được rồi. Tao nói chuyện nhỏ. Ừ, không nói chuyện nhỏ. Hồi nãy tao chỉnh hơi nhỏ. Sao nó chia yuan? Xin. Chứ hãy có ý sĩ. Chứ mà bằng mà. Đúng ra thì hôm nay là mình đã like cả ngày rồi, nhưng mà do mình thì mình cũng hồi sáng mình có like qua thì mình cũng nói với anh em là mình buổi chiều mình phải chở bố mình ra sân bay, bố vợ mình ra sân bay nên là bỏ vào. Nên là tối tới tận mãi 8 giờ rưỡi mình về tới nhà, 20 giờ 30 về tới nhà thì tắm rửa lật đật này. Lên live stream với anh em luôn. Chiêu mộ à? Như mình là có một trăm mấy thứ mảnh chiêu mộ này. Chẳng mấy trăm mảnh ghép lại được. Trăm mảnh ghép lại được có một cái vé chiêu mộ à? Đâu, tao có một trăm mấy vé chứ. Một trăm mấy vé xuân luôn. Một trăm mấy vé luôn. Người nạp tiền, là... người đầu tư nó phải khác. Vé. Thế là vé. Vậy là vé, 100 vé. 100 vé. An Noãn. Ôi trời ơi, Bạch Kiểu Sinh à. Uuuu, dạ nghi. Tuyệt mảnh vời. Mảnh, mảnh. Tuyệt vời, đây mảnh hay là con. À đây mảnh chứ, mẹ tưởng đâu là hai con vàng. Mừng hụt thấy chưa ạ. Chém. Cái này giống chém trái cây quá vậy. Ronny rồi xong lấy 4 cái mảnh nhỏ con vàng. Đường Thanh Dung hả? Đường Thanh Dung. À, bạc hai con tím à? Không được con vàng nào nhỉ? Quay cái này có tỷ lệ ra vàng không? Phải có chứ nhỉ? Đây rồi. Đây rồi, yeah, lộ tiểu giai, yeah. Cái này là lượt bảo hiểm anh ạ. Cái này là lượt, hình như là quay đổ lượt nó sẽ ra hả? Dạ đúng rồi, lượt đầu nó xém được con này. Giờ bắt đầu là quay vui này, giờ bắt đầu là quay. Thế thì cũng chả có gì mà vui sướng nhỉ. Ra tù gà mà. Chém rồi. Con này nó ra, cái chấm ra. Đây. Không ra rồi, cái kiểu nó nổ như hồi nãy mới ra nhỉ. Đây này, ui không ra rồi, làm tranh, làm quả nữa nào, cái quả này, quả hên xui này, chơi game quả mở hên xui này thích này, chém, đây rồi, đúng rồi, đây rồi, ô không ra, nó cái hiệu ứng của nó mà nó chậm là nó sẽ ra, mình chắc cũng phải được hai con vàng chứ nhỉ, 100 mảnh này quay được hai con vàng chứ, lại tiếp tục mảnh tiểu giai, tiếp tục. Chém. Tiết lộ vệ gì đó. Chém. Mình chỉ coi quay ra thần thôi chứ mấy con tím này không cần coi. Đi hồng cừ. Mấy con tím này không cần coi. Hoạt động có nhiều không thắng à, thắng. Đây rồi. Quả vàng này. Đây tiết lộ vệ anh em thấy chưa? Hình như là cái này cũng quay đủ nó mới ra. Ui. Channel. Ui. Được mua 10 mảnh giết đồ vệ hả? Cái này là bao nhiêu vé đây? Ngân phiếu anh, cái này là ngân phiếu. 227 ngân phiếu. Anh có 10, anh có 10 cam, múc luôn nhỉ? Cái ngân phiếu này nó anh nhiều lắm, như kiểu Kim Nguyên Bảo ấy. Múc luôn, múc ba nó luôn. Ngân phiếu này mình có 410 ngân phiếu à. Múc luôn. Ngân phiếu đổi 11 qua anh. Đổi chào ông đệ. Kim Nguyên Bảo qua đúng không? Đổi kim phiếu qua ngân phiếu. Dạ vâng. Để 500 mấy mua cái giá giảm giá ở trong quầy đó. Giảm giá, cái giá giảm giá chứ. Chừng nào mà nó chậm rồi nó mới ra. Đấy thôi, cái này cũng chưa ra.
cái này cũng chưa ra. Phát cuối nè, hai phát cuối nè. Ui ơi, cái cuối cùng này. Đường Thanh Dung hết rồi nha. À còn cái cuối cùng nữa. Mua bao nhiêu đây? Khỏi mua nhỉ, mua làm gì? Để đắp đồ trước đi, phụ đồ. Để đắp đồ ở đây nhỉ. Trở về. Chưa được mua, tôi quay quá trời. Thiếu tài nguyên gấp đồ. Mày cũng mê quay cái này đúng không? Quay hết luôn, có nhiều tiền quay hết. Hello Nguyễn Tân nhá, hello anh em nhá. Rồi, chúng ta trở về. Xong quả này chúng ta vậy rồi. Cái gì đấy? Con nào trùng nhiều úp lên cũng mạnh lắm á. Cái này là cái gì? Đổi con á. Đổi được luôn à? Anh từ từ anh xem duyên các thứ xong anh đổi con sau. Con nào cần đổi nhỉ? Anh xem con duyên của anh đang có mà thiếu duyên con nào thì anh đổi con đấy. Đây, trận hình cái đá, vào trận hình cái đá. Nó có 4 con cam mà, nó có nhiều đâu. Mình đây được mấy con rồi? Hai con. Con này thì cho về đi. Đổ con công nữa đi. Đây 400 mảnh đổ con công. Công lực. Bộ duyên của nó xem ở đâu ta? Tổ đội em. Anh ấn vào con tướng ở trên, bên trên đồng hành anh. Đồng hành trên chiếc trận hình ấy. Đây. Trên chiếc trận hình ở bên phải anh. Bấm vào con tướng là sẽ được. Anh được con tấn công rồi, ngon này. Con này con tấn công hả? Dạ, anh ấn vào chiếc tổ hộp, cờ hợp á. Chỉ quanh con tấn công nữa mà vui được. Tấn công là được con tiết, tiết vô lệ này là con từ tấn công này. Con từ tấn công này à... Tấn công là có mấy con nữa? Có con Minh Nguyệt Tâm với lại Đường Thanh Phong hả? À hình như có Diệp Tri Thu để mỗi... đổi được nè. Mỗi con mỗi ấy á. Anh xem duyên rồi đổi em được. Bây giờ phải ấn duyên anh ấn vào cái con tiếp lại. Tổ hợp này. Đó là Yến Nam Phi, Luyện Thanh gì đây? Luyện Thanh, Bạch Kiều Sinh và Khổng Tước. Yến Nam Phi, Luyện Thanh, Bạch Kiều Sinh và Khổng Tước. Thì chúng ta bây giờ chúng ta coi Yến Nam Phi, Luyện Thanh, Bạch Kiều Sinh và Khổng Tước. Rồi chúng ta vào chúng ta xem đổi nhỉ. Cái viên anh chỉ cần sở hữu tướng là được chứ không cần phải không cần Diệp phải để thu, Đường Thanh Phong. Không có, không có hai con đó. Anh xem mấy con này có duyên của con đó không cũng được. Tại duyên anh chỉ cần để ở ngoài cũng được ấy. Anh xem qua là quay được nhiều thì anh có mang một đội hình thôi. Đường Thanh Phong, Diệp Tri Thu, Lý Ngọc Đường. Đường Thanh Phong, cái thằng Đường Thanh Phong này thấy duyên tùm lum tà la này. Mấy con này đi, bốn con này duyên với nhau hay sao ấy. Đường Thanh Phong, Lý Ngọc Đường, khúc vô ức cả. Bốn cái này duyên với nhau. Chúng ta ra xem cái bộ duyên của chúng ta. Chúng ta còn hai, có hai con tướng vàng mà. Đi đâu còn có Lộ Tiểu Giai nữa. Con này là Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết à. Diệp Thu. Độc cô Nhược Hư hả? Khổng Tước và Luyện Thanh Phong, Yến Nam Phi. Không có con nào trong đấy. Thôi đổi con tấn công đi nhỉ. Vào đâu đổi nhỉ? Đồng hành nhỉ? Đồng hành vào đâu đổi nhỉ? Vào cái hồi nãy là cái này. Vào đây. Anh muốn trong túi anh đổi. Cái này là con nào là con công ta? Con này là hệ phái gì đấy? Xem cái hệ phái nó ở đâu nè. Phát ra ngoài kia anh xem. Cái đồng hành đó, nó có cái thế này. Hệ phái là phải xem okay, đồng hành tổng này. Tấn công nè. Ra xem nè. Đường Thanh Phong, chúng ta được đổi con Đường Thanh Phong đi. Đổi con Đường Thanh Phong. Đây, đổi Đường Thanh Phong anh em ạ. Chiến em nó. Được nhiều phần trăm kỳ ngộ rồi thắng.
Ủa? Em vẫn làm đâu, kỳ ngộ này. Đổi chỗ nào ta? Nó sáng xanh ngoài đó, đổi chỗ nào ta? Sao? Đâu? Không đổi, ấn vào cái thiệp đây là đổi. Anh X à? Ấn vào cái đường dưới rồi, đây. Đây. Hốt em nó. Úi xài ơi, nói gì nữa. Ra. Mặc vào. Mặc vào. Mặc vào. Tận mày còn ấy lên, úp mấy con trùng lên. Nói gì nữa, ui. Cái gì? Gì? Chết bà rồi, sao là tối đa gì? Sai là khai, hai con tấn công. À, con này anh tấn bỏ công, con tím. Con tím này tấn công rồi, bỏ luôn. Đấy, được đấy ngay. Giờ là xài một con hỗ trợ đi. Lâm khí xương. Con này có bút máu không? Một, một hỗ trợ một phòng thủ. Nếu chúng ta nhìn thế này để chúng ta biết này, đây hai kiếm này là tấn công này, đây là cái khiên là phòng thủ này, một hỗ trợ đúng bài này, chuẩn ba em rồi. Con này nâng lên này, đục phá lên này. Dạ. Mấy con thừa hay mấy con dư em cứ đổ trái thì nó cũng lên được. Nó có tốn thêm gì không hay chỉ tốn mấy mảnh? Không anh không, nó tốn mấy cái mảnh của con đấy thôi. Thế thì chúng ta lên lực chiến liên tục nhỉ. Quay nhiều giống như là có giống như bật kinh thái ấp ấp đồng hành chết mẹ. Con này nó lên được cấp mấy đây? Tầng 5 à? Gần mắt. Quay tên là mắt. Để tiền trải nghiệm việc khác. Cái này là cũng giống giống như mấy đồng hành của mấy tựa game khác, là cứ quay trước sau gì cũng mắc thôi. Cho mình con dưới này mắc tí tí tí. Không rồi anh ạ. Anh uống này 3-4 con nữa không chắc, hết được kinh nghiệm. Cái này kinh nghiệm tí anh đi nó cho nhiều lắm. Nguyên liệu không đủ đây này. Tí nữa anh đi các thứ nó mới cho nhiều. Bây giờ anh mới mà, anh mới úp mà. Kinh nghiệm vương, kinh nghiệm vương, kinh nghiệm vương. Ok, tạm thời để như đó. Nâng mấy con này lên đột phá cái đã. Đột phá nó lên. Hello, cộng một chiến. Đột phá nó lên. Tím nhắc nhìn nghiện lắm đúng không? Không rồi, nghĩ gì nữa. Lực chiến bao nhiêu rồi? Nghe nghe nhau hết mà. Có mấy nàng top nó 19k thôi. Ai, ai, ai top? Ai top cao nhất rồi? Đấy là 19k hay gì đó. Tay phiệt lên chưa? Để tôi xem. Chết mẹ, bấm vô cái này. Chết này. Anh nha, ạc của anh Henry lên chưa Thắng? Dạ anh Enzy chưa anh ạ. Anh Enzy cũng chỉ tầm đấy thôi, cũng tầm 18k2 anh. Còn mấy cái kia lên cao hơn là do mua hết chiến lệnh level cao anh, thế là úp được nhiều thứ. Mà cũng chỉ được 18k5 đến 18k7 chứ không hơn được nữa. Ngang ngang nhau đúng không? Dạ. Bây giờ ông nào nạp người củ vẫn bị hai người cày chay dã. Cái gì đấy? Mẹ chơi cái giả lập ghép cái là cái đó tình duyệt rồi. Deep game luôn cũng nên. Mai đâu trời. Tin mới. Xem. Tiếp tục làm nhiệm vụ nha. 34 à? Mình mới có 25. Nhưng mà làm nhân không. Tối nay thức trắng đêm nay cày con này hả?
cọp lo con bên kia đi để sao để Tuấn bảo là không không thấy em online kiến về cọp. Đã dở rồi, cầm nguyên xe mà thế là đã dở lóc mà. Hả? Anh á, anh không vô kịp á, nên anh quên mất đấy. Thì không, để anh không anh thấy em một... phải để ý, không thấy nick có chờ Quốc Chiến anh lóc vào rồi anh đánh Quốc Chiến xong ảnh quên mà. Ý là không thấy nó em nó online thì mình vào giùm nó nick nó nhặt nặng nhiều để ờ, như vậy. Ý là ông lấy ông vào ông đánh Quốc Chiến mà Quốc Chiến chán rồi ông ốp ông không nói với em rồi em đâu biết là ông ốp lúc nào ông ao hoạt ti luôn mà. Thôi cái đấy nói sau đi anh đăng like bên Vinagame không tiện nói game khác. Ôi cái này làm nhiệm vụ và cái kinh ngộ này chắc là anh em nào mà chịu khó mày mò làm nhanh nhưng như mình làm cái kinh ngộ này mình làm kém lắm đấy mọi người. Kiểu mà cái chạy mắt này mắt kia rồi đi tìm những cái nhiệm vụ rồi đi chụp hình các kiểu con đà điểu vậy khó chịu, mình khó làm mấy cái này lắm. Chuyện không có để lên nào bị nữa không em có để chạy nào bị gì. Thế nữa em nấc nguyên đêm em cài chứ. Không để tên nào PC còn phải kiếm được con. Không luôn. Đọc mấy cái thông tin trong kỳ ngộ đó, mò. Mò, quan trọng vậy đó. Quan trọng là phải mò. Đó là để như mò em mình thì về cái làm kiểu nhiệm vụ đấy quen rồi. Nữa tới ô bệnh để đó đi, khuya em vô em mò từ từ. Đâu quan trọng gì đâu. Cái tao quyền lẻ lẻ này. Rảnh thì làm. Tại mới nhìn hiểu được. Tại vì là giờ làm cái gì đây? Điểm danh bang. Điểm danh cao cấp. Góp bang vô. Góp nhiều tiền vô. Lì xì năng động bang. Lì xì đi chơi nhóm lì xì coi. Rồi. Thành viên Lily Cute có The Good luôn. Mai siêu nhân. Xem có những tên quen quen không nào. Thái Bạch, Lịch Trần, Bảo Ken, Linh, Decan, Henry đây nè. Tiêu Dâu Tử, Lavender, Tô Khất Nhi. Tù là bảng đồng phết đấy. 90 người. Thế thì trục bang 90 người. Lâm Anh, có Lâm Anh luôn à? Phải Lâm Anh ở bên bên kiếm thế qua đây không? Phải Lâm Anh kiếm thế qua đây thì chất lượng. Nhận này. Đây nhiệm vụ ngày này. Nhận tiến độ chinh chiến đến. Làm nhiệm vụ ngoài này bây giờ nó là cứ làm kỳ ngộ à, nó làm những tuyến trước đi, tham gia gì đây, dự báo nào đây rồi, hoàn thành nhiệm vụ thế giới này làm sao nhỉ, anh nhấn vào bản đồ có nhiệm vụ thế giới anh, nhiệm vụ bên trên, nhiệm vụ bên đấy, nó cũng nhiệm vụ thường anh, mấy cái nhiệm vụ màu xanh lá xanh nước biển ấy. Bấm vào đây rồi bấm vào đâu nữa anh bấm vào xong chưa đến ấy. Anh có cái dấu mũi tên ngang ở bên trái anh. Tên ngang hả? Đâu nhỉ? Chơi game chúng ta cần phải có anh em bạn bè nhé, có người trải nghiệm trước người ta sẽ hướng dẫn cho những người trải nghiệm sau đỡ phải mày mò. Em có gì ở trên live ở bên trái màn hình anh, góc trên hay góc có dưới? Ở bên trái anh cứ di chuyển ra bên trái gì ở ngoài cùng có mũi tên đấy, di hẳn ra ngoài vùng trắng rồi đây. À đây hả? Rồi. Lại làm nhiệm vụ này hả? Đến đây, ok. Giờ mới thấy. Chúng ta hãy cùng trải nghiệm game từ những bước kiểu
tập tảnh, chưa hiểu gì về game anh em nhé. Mình như mình đây là chưa hiểu gì về game luôn. Anh em chơi trước rồi thì anh em biết, còn mình bây giờ là đang trong thời gian tìm hiểu. Cũng rất là nhiều người cũng đang giống như mình đúng không? Thì hãy theo dõi video clip của Ngọc Ken để chúng ta hiểu hơn về con game Thiên Nha Minh Nguyệt Đao nha. Chơi game mà dễ quá thì cũng không muốn chơi đúng không? Đinh Anh Thủy Thúy đã thủ rồi. Và chơi game nó phải tìm tòi như thế này, mày mò như thế này nó mới hay. Đau rồi. Tiếp tục. Đâu rồi? Chết mấy con kia rồi hả? Phải rớt xuống dưới này luôn hả? Thu hồi tăng vật. Đâu rồi? Toàn bị rớt. À, con này bị lướt, cái chút lướt xuống đây là rớt anh em ạ. Tìm. Này, cái công nó đâu? Đây hả? Đây. Lướt hồi rớt luôn. Lướt hồi là rớt luôn. Không lướt nữa. Đánh nhóm này. Sát thương này 4/5 rồi. Đâu, tìm thêm con nữa nè. Đây, lên đây. Điều khiển bằng LD nhiều với nó vẫn chưa quen anh em ạ. Anh em chơi những dạng game này ở PK để cho hay thì anh em có thể là không biết là có cài đặt tay cầm hay không. Cài đặt tay cầm thì PK cũng dễ. Không thì anh em chơi bằng điện thoại vì nó là game điện thoại mà. Thủy Thủy Tinh Anh. À, thì phải là Thủy Thủy Tinh Anh mới đúng nhé. Anh đội chơi phái như vậy hả? Mình chơi phái Thái Bạch. Nếu cái sự kiện tôi đội VK tôi đội đường tàu. Ông đừng môn ông bắn hả? Ông đừng môn ông rải rải cái tay vậy là ông đừng môn bắn hả? Chết nhờ. Đủ. Mạnh không? Một thời gian mà yếu lắm. Bị mấy con thương nó cạn vậy. Hiểu gì về sau nó bắn cho mày. Nó đủ. Không, đường môn nó khó ở cái là thao tác PK thôi. Nó đủ sát thương rồi thì mẹ nó đứng nó bắn cho. Đi ba cái loạn chiến nó đứng ở ngoài nó tỉa vào cho. Thêm một con ở sau bút máu nguyên dàn tanh cho nó đi trước thì thôi. Nó đứng ở sau nó thể hiện kỹ năng thì cũng không phải dạng vừa đâu. Nó chỉ khó ở PK thôi. Dù support á. Dù support cũng không chế liên tục. Như cái kiểu con Thái Bạch này, con này solo được nè. Kiểu anh solo nè. Còn kiểu con đường môn thì nó máu nó hơi giấy thì nó cần phải có support với phải có tanker cho nó. Nhưng mà đam nó thì chắc chắn là to, thuộc dạng to nhất game rồi. Chắc to hơn cả con Thái Bạch này vì nó nắm từ xa mà. Thái Bạch lướt lại rớt mẹ nó xuống cái hầm rồi. Đường môn đam nó to nhưng mà phải đặt được con gói đúng chỗ nó mới ra đam. Thái Bạch to nhất hả? Thái Bạch đam to nhất hả? To nhất nhưng mà nó tay ngắn. Nó thuộc dạng là nó ăn solo thì ngon hơn. Chứ trong quốc trong mà loạn chiến thì chắc là nó không gây đam, nó không thể bằng con đường môn được. Nó trời mưa quá, ăn mày chốn mất tiêu, kiếm nãy 10 phút mới chưa ra. Đánh cái này để lên được 5.000 điểm à. Ui, bắt đầu biết xài skill rồi nha. Chừng nào mà nhìn cái skill, nhớ cái skill là đánh kiểu gì nè. Nó có hiệu ứng như thế nào. Ui, đẹp. Vãi. Đẹp thật sự luôn. Lâu vậy làm được quả ủng tin, cắn đét là đẹp. Đủ cái đó là chắc là đủ kiếm ý đúng không? Kiểu như là mình tích đủ nộ. Không biết xem kiếm ý nó ở đâu đây. Ui 4295 à. Đánh cái này ra mà.
Sao skill đấy không xài được nữa ta? Cả đấu ulti đúng không? Nó hồi dần theo thời gian nên 4-5. Ôi, tôi phải đánh cái này, đánh tự động, để đánh tự động đi. Bấm mỏi tay để đánh tự động, mình nhìn xem như thế nào này. Đấy là đánh tự động, nó combo kìa. Úi chà, úi chà, úi chà, úi chà. Hay nhờ. Combo để combo để sướng đấy, lên cấp vèo vèo. Sao đi trend này lên cấp nhanh vậy? Không có trend đâu, bây giờ làm nhiệm vụ không? Cái hồi nãy đánh 5.000 cái đó làm nhiệm vụ hả? Lên phát 2-3 cấp. Rồi chúng ta chạy tới nhiệm vụ thế giới, xong rồi chúng ta up lực chiến. Mình bao nhiêu lực chiến rồi? Chóng mặt. Làm sao để nó khỏi trời mưa, nhìn trời mưa này nhỉ? À, nó đang đánh ngoài này, phải tắt đi. Phải tắt cái này đi. Rồi, chúng ta tiếp tục đánh bại Thạch Gia Tâm Phúc. Má nào bị xây mưa, trời mưa lấy dù gạt che nó chết. Mà sao trời, làm sao cho trời nó bớt mưa đấy mẹ? Nãy giờ mưa hơi nhiều đấy nhá. Đánh bại Thất Gia Tâm Phúc, đánh bại thằng này à? Để auto cho nó đánh nhỉ. Ui. Cả thằng kia đó nó đánh ấy, nhìn kill nó vào mẹ, nhiều thật sự ạ. Nó dồn kìa. Rồi đánh bại Thúy Phỉ. Đúng ra là phải là Phỉ Thúy nhỉ. Đây, Thúy Phỉ quân sư à. Ui, nhìn mẹ nó chém. Nhìn nó chém nhanh thế à. Nhanh thật sự. Quả này mẹ làm mấy cắt mấy quả clip ngắn đăng lên top top chắc là cũng nhiều lượt like lắm đấy. Để mai coi đủ build lực chiến lên rồi bắt đầu về là solo với ông nào đấy xong rồi quay top top đấy. Có ai đặt hàng ngày mai PK với mình không? Tham đấu chương bảo vệ, tham đấu cái này vượt qua phó bản bất kỳ này, nhận cái đã. Nhiệm vụ tuần nhận thưởng, hoạt động ngày, vượt qua phó bản bất kỳ. Phó bản nào đỏ là ta bấm vào. Long Thủ Sơn, cái này đi. Cái này ghép liên server à? Có server liên server. Cái bạn cứ ghép liên server là có người. Chứ không có nhiều nào. Tay đánh. Cho nào PC vô. Sáng nhiều tối rất ít. Này đánh để ra nguyên liệu này ha. Cái trang bị full set trang bị tím. Ủa xanh dương. Trong này nói thoải mái phải không? Không bị lỗi phải không? Úc con mang cho nó được mà. Được. Mà chưa thấy hoạt động ban gì. Không, cái này không có tự động được. Phó bản phải đi bằng tay à? Dạ. Cầm tay cho nó đánh. Tính ra game mày gì? Buổi sáng là nhiệm vụ hết cái cắm đó làm chơi. Tấu không vận động nhiều. Còn thời gian này đi làm. Ui chém kìa. Đẹp nhờ. Kỳ cọ mệt quá. Ui
chém. Không khóa được mục tiêu à? Khóa mục tiêu được chứ, nhìn phải khóa được mục tiêu chứ. Tiêu này. Con boss này nó cũng thuộc dạng sâu bò đấy. Mày quay với ai? Mày quay với ai? Chưa ra kiếm ý tổ ulti nó cái nhỉ. Chưa phun nổ tổ ulti nó cái nhỉ. À thằng này là dùng chuyện sử dụng mỏ quay giá. Cái chiêu chiêu 4 của con này là chiêu đâm kiếm. Chiêu 4 của con này giống kiểu tốc biến tới đâm kiếm. Ui chết rồi. Ui. Đây. Đâm kiếm vô nó này. Chém. Mày quay ai? Ủ không rồi. Ok. Đã lên level 31 rồi. Thế này là làm lên level 34. Xong anh em chúng ta này đi làm kỳ ngộ thôi. Mình đây là 28k hay là 2k8 đây? 2k8. Lực kiến là 11k nhé. Chị biểu cục cái gì võ công á. Xem cái võ công này hả? Công lực á hả? Lúc cái đó là mới ấp mà lực cái quân hàng. Nhưng mà đây là lực kiến mình đang 11k5 rồi. Tài phú. Nhiều mệnh giá tiền đấy. Xu bạc ngân phiếu, này, kim phiếu, này, hoạt lực thắng bài lệnh, xu thiên khôi, xu đáng kiếm, hải lệnh hà tàng trân lệnh điểm thiên thương và su thiên mang à. Đây. Game này là game Thiên Nha Minh Nguyệt Đao nhé bạn Hoàng Phạm nhá. Tôi để đánh quả này phun cái mí này để không nhìn thấy. Phải khóa được mục tiêu chứ đánh như thế này mà đánh như thế này con kiếm này đánh hay bị hụt lắm anh em ạ. À. Anh em phải tập PK nhiều vào chứ đánh con kiếm như thế này là anh em bị combo và combo trên máy tính là dễ bị hụt lắm này, hụt kill lắm này. Có mạnh cỡ nào mà combo hụt kill thì cũng vậy thôi. Đấy. Còn những con tay dài thì nó dễ hơn. Rồi, cấp 32 rồi. Có điểm ý tứ. Không phải là Bá Hoàng hậu kỳ chi siêu. Tôi đã
Mình đang gây sát thương yếu nhất luôn à. Kêu nó không có hình ảnh rồng bay phượng múa nhỉ? Chưa. Chưa, cái đó rồng bay. Rồng bay thì nó phải là chơi cái bang này chắc là có rồng đấy. Hình ảnh như thế này là hình ảnh của anh kiếm, là hình ảnh như thế này chuẩn chứ. Kiếm mà ra rồng thì nó đâu có chuẩn, trường mới là ra rồng chứ. Làm sao để chơi giả lập vậy anh à? Anh em chơi giả lập thì anh em tải giả lập LD Player về. Đây là giả lập nào nó phù hợp với lại cái máy của anh em. Anh em lên trên giả lập, anh em mở cái CH Play trên giả lập, anh em tìm cho mình trên nhai mình Việt Nam, tìm bằng CH Play nha, chứ không phải tìm bằng Google đâu. Thì nó sẽ ra con game này, trên nhai mình Việt Nam VNG ra thì anh em tải về. Ủa Thắng, cái nhiệm vụ tinh dần là 34 làm được cái gì Thắng? Mấy hạt chưa làm được không? Nhiệm vụ tinh vận là sao em? Nhiệm vụ nào? Nhiệm vụ mình vô tận coi bói á, vụ cuối coi bói á. Đâu có nhiệm vụ nào bình thường mà. Chém 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 chém. Anh làm theo thứ tự á. Từ bữa nào qua? Chạy ngược kim đồng hồ anh, xong rồi chạy với con LPC. Chém 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 chém. Anh cứ chạy lung quanh mấy cái đấy để xem nó đọc nó nói em. Anh em nào mà chơi game chưa có đông đội thì mọi người hãy vào nhóm Zalo của Ngọc Ken, team Ngọc Ken để cùng chơi bản test này cũng như là bản open beta nhá. Mình cũng lên được top 3 hả? Gây thì ít mà sao lên được top 3 vậy? Mặc vào. Sinh lực tăng, sinh lực à, sinh lực lưu trữ lên được 12k5 rồi anh em. Tầm này vốn lên thì phải cường hóa thôi nhỉ. Anh đi tiếp lần nữa nó cho full đồ lam anh. Đi tiếp một lần nữa anh, đi hai lần phụ bản mà. Nó cho anh đủ một set đồ nam luôn mới cường hóa hết lên cộng 10 được. Đi vượt có bản bất kỳ đúng không? Dạ vâng. Hết rồi. Hai lần mà. Vào tiếp, anh ấn vào đấy nó cho đi lần nữa này. Vào có bản thường này phải không? Long thủ sơn này phải không? Đi vặt. Dạ vâng. Đi vặt nữa anh em. Bắt đầu ghép. Hai lần mà đi tôi lúc nào bị lắc văng ra mặt của bạn cũng cho đi lại. Không có là chưa ăn, cho ăn lại. Thế ngon nhỉ, thế khôn đấy. Game khôn đấy. Đánh giá cái điểm đấy là thằng đánh giá 10 sao. Nhưng mà cái cốt truyện này lèo nhèo này quá này, cắt bớt cái cốt truyện này đi này. Chuyện này chơi ai đi phim đấy thôi. Thế là do cả team có người xem cốt truyện theo máy anh như nào. Vãi, cả team có người xem cốt truyện theo máy như thế này là mình cũng phải xem theo à. Dạ đúng rồi, cả team mình bỏ qua hết cũng được. Kệ nó đi, nhìn tụi nó đi mốt mình đi chơi vô mà. Báo thật sự. Quả này là cái kiểu này, không là kiểu, kiểu này là kiểu kiểu này là kiểu gì cứ giật thắng hoặc là thằng cọp cũng bị chửi thôi. Kiểu gì? Ui, thằng nó thằng đấy là đừng môn à? Làm ghê nhỉ? Đây này, xem này. Trời ơi, mỗi bên này hết anti à? Mỗi phái mày có anti à? Nó chạy tốc độ như là chó đuổi. Lướt vào, ừ, chém. Thằng đó có cái skill hay nhỉ? Chết bà rồi, nó lại ngồi uống rượu, nó lại xem cốt truyện rồi anh em ạ. Ừ.
Chém. Harry à. Phải có ông ấy lập cả tên nhân vật Harry à. Nó đánh mình à. Ôi nó đánh mình à. Chứ đứng lại đây mà đánh chứ cần phải né. Thằng NPC này nó yếu mà. Này chống đỡ nè. Chém này, lướt này, chém này, không khóa được mục tiêu nhỉ. Khổ cái là không khóa được mục tiêu, không target mà không khóa được chọn mục tiêu. Cái kiểu đánh mà nó cứ lướt đi lướt lại như thế này đúng không? Khóa mục tiêu nó dễ chơi hơn. Đánh mày luôn này, sợ gì này. Mở. Mình lại được mở. Ai cũng được mở mà. Ừ, hồi nãy không mở mà. Lên. Anh ba có vào chơi cho thắng. Em không thấy anh ạ, em không thấy. Xem bảng xếp hạng xem anh Bạch Phàm ở top mấy rồi. Anh em chờ mình xíu, mình trả lời tin nhắn. Bất quản nguyên nhân 如何, 你们 擅闯山庄, 打伤门人, 便要给我一个合理的解释。英姑娘，我们真的不是。Ôi nãy giờ mình là thằng đọc cốt truyện à hay thằng nào đấy? Team ta bây giờ là thiếu mỗi Khoa nhỉ? Khoa nó đang làm game quốc tế rồi. Nó đang kiếm tiền bên đấy mỗi ngày cả ngàn đô rồi. Chém này. Nhìn có thấy Bạch này nó cứ nhanh thế nào ấy nhỉ? Giống sát thủ á. Mà nói chung cái tốc đánh của con game này nó vẫn nhanh. Skill thì nhiều. Thế là nhìn cái kiểu là nó dồn đam con NPC đúng tội luôn. Nhưng mà ít bữa nó con NPC nó ít bữa con NPC nó khỏe. Đám NPC khỏe thì nó lại vả cho giả cho anh em mình là như con. Vợ tới cái phụ bán từng 10 người á. Tới đó thì khóc trên NPC. Cọp chơi bản nước ngoài rồi hả? Đó, em có coi cái clip đi phụ bản tuần của nó mà. Ghê à. Cũng dành thời gian tìm hiểu nhiều đấy, gì? game chơi game mà lại như đang ngồi xem phim chiếu rạp bây giờ. Bắt đầu mình đã quen skill rồi đấy nhá. Bắt đầu quen skill rồi đấy. Skill này chống đỡ nè. Chống đỡ rồi mà.
chém 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 để anh em chém mình ép cái tin nhắn cái. Cho anh em đánh. Chưa giờ không biết ở trong đây. Mày chơi từ trưa tới giờ mày vẫn chưa xong nhiệm vụ luôn á tí. Chưa giờ đang kiếm ra kỳ ngộ đúng không? Mới kiếm ra hạ ông ăn mày nãy giờ nữa. Ở tí một hồi chưa thấy. Chúng nó mẹ. Thế tao đúng bài, tao để cho tụi mày chơi trước, tao chơi sau đúng bài. Cái gì là hỏi. Thề làm kỳ ngộ, tính mình không làm kỳ ngộ được anh em ạ. Không chịu đọc. Game nó có thời tiết á, mưa ăn mày nó đi chú mưa nó đâu có để xuất hiện. nãy nó mưa đúng một tiếng đồng hồ luôn. Game nó có cái hệ thống thời tiết đó, bởi vì NPC nó lại hoạt động dựa trên cái thời tiết đó nữa. Tín gặp quả tìm ông ăn mày mà ông ăn mày trời mưa không ra, mà ông mưa đúng từ 9 giờ rưỡi ông mưa tới 10 giờ rưỡi. Choáng luôn. Khỏi tìm luôn. Tạnh mưa rồi. Tôi thấy trong phó bản tạnh mưa rồi. Không biết ở ngoài có tạnh hay không. Cái này bạc cũng quan trọng lắm. Bạc cũng được đủ thứ hết trơn. Mỗi cái đồ tặng game tếu cho... Linh tải là gì anh? À, Thanh Nguyễn em chơi bằng hệ điều hành gì? Hệ điều hành Việt Nam đồng hay là USD? Anh hướng dẫn cho. Có cách kiếm tiền rồi. Đủ có cách kiếm tiền, tìm kiếm cách kiếm tiền đấy. Android hả? Android em lên CH Play em tải luôn em. Đấu mỗi ngày là làm cái gì đây? 1-1 à? Luận kiếm à? Cái này luận kiếm. Mà này thì thắng bại. Okay. Thắng bại tài kỹ năng. Cái này giống quả game Tân Tiêu Ngạo anh em mình chơi. Không biết có ai chơi à? Trong team mình có ai chơi với mình nhỉ? Với anh nhỉ? Thực ra là con Tân Tiêu Ngạo bắt trước rồi anh. Mà tài ghẻ hơn Vinagame mới đem về trước. Đâm mày một cái. Chém mày một nhát. Không chém mày luôn. Đánh trả mày luôn. Chống đỡ mày lại. Phản kích mày luôn. Đánh nhóm mày luôn. Bộc phá mày luôn. Tuyệt vời, tao né mày luôn. Nó chém mình sắp bạc rồi. Chém mình sắp bạc rồi. Con này cũng yếu thôi. Con này không cần phải skill đâu. Con này cứ không được. Con nó cũng biết đánh đấy. Con này sao không đánh được? Con mày khống chế lâu thế. Con phải dạy khống chế mà. Đây nè. Tao thoát rồi. Tao chống đỡ mày. Đánh đấy. Phản cách mày đấy. Đánh nhóm mới luôn. Chém. Vạn kiếm quy tông mình chưa có nhỉ. Sát thương này sát thương. Ui chú. Trời con này là con. Con này là con cái bang à. Chống đỡ mày. Chém mày bộc phá mày này. Không chế mày. Đánh nhóm mày. Chiêu à hé. Tao lại không chế mày. Phản kích mày luôn. Đánh trả mày luôn. Sát thương mày luôn. Đánh nhóm mày luôn. Ừ, kiếm ý đây nè. Sao cho nổ tí, trốn thoát. Lại đây. Úi, thằng nào nó đang đánh hay là NPC đó? Mình đang đánh với người hay NPC đó? Chắc cũng đang đánh với một thằng nào đúng không? Lên cấp nè. Người, bên mới thằng bên nước ngoài. Thằng bên nước ngoài nó mới level 25, nó gặp mình 32, nó tắt điện liền. Anh mới bậc 1 này, anh lên tầm khoảng bậc 2, bậc 3 bắt đầu gặp người, anh không làm gì ở đó luôn. Một mà cái này lên gặp người phải nếu mà chơi bằng máy tính thì phải kết nối với lại tay cầm thì mới đánh được. Còn mà nếu mà thì chơi bằng nói chung game điện thoại, cái này chơi trên điện thoại PK nó mới hay hơn. Open beta chơi luôn không hay phải chơi lại? Open beta chơi lại nha Junbe. Hôm nào 19 tháng 4 thì nó sẽ đóng test. 20 tháng 4 là nó sẽ xóa, chắc xóa nhân vật hết rồi. Tỷ lệ thắng 100%. Làm phát nữa nhỉ. Làm trận nữa. Cái này sẽ có đấu 5 năm nữa đúng không? Có đấu 50-50 không? Có 40 người. 40 người là vào cũng sẽ boy. Có rank,
có rank 40 người là vô chạy bo như hôm bữa anh nói đúng không? Nào một giết nhau. Tao như Nazaka, đúng của Nazaka. Tao thích đánh kiểu đấy đấy. Lướt quá nè. Khống chế mà nè. Đánh trả mà nè. Bộc phá mà nè. Chống đỡ mà nè. Phản kích mà nè. Sát thương mà nè. Đánh nhóm mà nè. Tao lướt tao chạy nè. Nó trói rồi, thằng này đánh xa hả? Bây giờ phải di qua. Thằng này cũng level 25 thôi, thằng này cũng kiểu như là boss thôi nè. Mấy thằng dưới này như boss thôi mà mình cần gì phải ra vẻ đúng không? Đánh với boss là phải đặt ra vẻ. Anh cứ ghép hồ anh gặp người trên bãi kia này bắt đầu gặp người. Boss nè. Cái này cái nhiều thằng tay nó nhanh lắm, nó BK nhanh lắm nè. Quả trước cái tân tiếu ngạo của mấy ông à, quả trước tân tiếu ngạo anh được cháy với ca ghê lắm á. Anh chưa chơi mày thì anh bấm cái gu chậm lắm, bên đấy mà choáng cái này nó choáng liên tục. Đúng rồi. Trên điện thoại nó đúng rồi. Bò thắng rồi. Lắm. Loát map hơi lâu nhỉ, cái quả loát này hơi lâu. Do game nặng hay sao? Game hút nặng rồi, 700GB. Anh em chơi bằng máy tính cả chứ? Em chơi trên điện thoại. Anh livestream thì anh phải chơi bằng máy tính. Chơi cua cái điện thoại đấy, có bị gì đấy. Máy tính anh chơi được cái này thôi chứ anh chơi cái phái ở đường môn trên máy tính anh chơi không được. Đúng rồi. Đứa đừ luôn. Ủa hết cái hệ lực tặng quà là đi lên ta. Anh đeo tháp cái này, đeo tháp anh. Tháp full rồi. Loại cái ngọc này, cái này tháp bắt đầu neo tầng 1. Neo cái tầng 1 mẹ đi cái. Tôi tặng quà cho Ken. Cái gì? Khi bạn chỗ cộng đồng á. Thấy cái thông báo mới không? Thì thánh hữu này hả? Đâu? Chỗ trên cái khúc chat có nó giống như Nova nè. Đờ vuốt rồi, mày phải xin chứ. Đó thì gọi là xin gọi rồi đó. Là xin bạn Ngọc kết bạn với mình với nhá. Để tặng đồ cho. Có tặng đồ được luôn hả? Có tặng quà lên thằng Ngọc nè. Tặng lại nhiệm vụ luôn. Rồi, từ bay chơi trước tao giờ để một mình tao đi phó bản. Không, cái này anh đi một mình à, cái này đi với đồng hành. À vậy hả? Đã, nếu tháp này đi với đồng hành. Đi tháp à, cái này đang leo tháp đấy hả? Đúng rồi. Được cái nhiệm vụ năng lượng tầng này ngon không? Game này 5 tầng 6 mới reset ạ. Tầm bao nhiêu tầng này? 10 mấy tầng anh. Thế được. Cái này một dư rồi anh. Mình cứ đủ công lực là mình leo thôi đúng không? Đủ level. Mà nick của mấy đứa làm gì đã có đồng hành vàng như anh nhỉ? Có chứ anh, có chứ. Cái chai anh có đồng hành vàng. 20 điểm, 20 điểm đầu. Vậy cũng đầy đủ, cũng được 3-4 con vậy hả? Dạ 4 con hết chứ, lại mấy cái dây bây giờ cũng 17k, 17k3 hết rồi. À, bố láo nghe. Mình nạp tiền vào ngày mai. Mình nạp tiền vào bằng cái chay à? Cái này phải ngày mai. Thế ta để tiền để dành ngày mai cái build. Ngày mai có level cao nó mở đá khảm cái thứ ấy. Đá khảm tâm pháp thứ bắt đầu mới mạnh lên được. Bên Trung Quốc người chơi bao lâu vô đây đánh cho nó đánh tự động đi. Anh ấn vào cái đánh bom bạn vào một cái địch xong rồi ấn tự động. Ấn vào cái nhiệm vụ ấy, cái nhiệm vụ ấy. Đấy. Rồi. Rồi. Đó, cho nó đánh tự động đi. Đỡ mỏi tay, nãy giờ mỏi hết cả tay. Anh được phòng đúng lại một lần. Kìa ghét thiệt chứ. À, mấy ông chơi Global bảo nạp từ 100 củ mới khác biệt chứ 10-20 củ cũng như cái chay hả? Không, về Việt Nam nó sẽ khác em trai. Việt Nam nạp đâu? Việt Nam là nạp là bố. Cứ thế thôi. Nạp 10-20 củ nhưng mà chia ra nạp từ từ là mạnh. Còn nó mà nạp một phát rồi luôn. Chia ra nạp từ từ chứ còn đừng có nạp một cục. Ví dụ như là có 10 triệu thì anh em chia ra thành 100 ngày, mỗi ngày 100 ngàn. Đấy. Thế
nạp ăn có ngày đó, nạp ăn mấy có ngày đó, chơi có cơ bản mới vô 1 triệu rồi chơi cả nửa tháng tháng rồi. Nói chung là nạp ít ít thôi, ngày trăm ngàn, 200 ngàn chơi thế thế, mà tầm ngày mỗi ngày nạp 100 ngàn này nó cũng tầm tầm như nó là anh của cái chay thôi. Vì cái chay, dân cái chay bây giờ sang lắm, dân cái chay bây giờ mỗi ngày nạp cái, nói mang tiếng cái chay, ông nào cái chay bằng visa không à. Cái chay mỗi ngày nạp 20 ngàn, 50 ngàn nữa đó, không phải cái chay thuần túy như ngày xưa đó, không nạp đồng nào. Với là cái chay còn bây giờ cái chay là phải nạp, người ta cày, có nghĩa là người ta nạp ít để người ta cày các cái hoạt động, người ta cày tiền, cày này kia, người ta cũng quy vô đó cái chay. Mình cũng là hệ cái chay. Thế cái chay mà cái nào khó quá thì dùng dùng thẻ cay. Anh lấy ra anh vào nhầm rồi. Vào đâu nhỉ? Giờ vào đâu nhỉ? Mẹ nhiệm vụ ui, nhìn quả nhiệm vụ kỳ ngộ, sợ vãi đái. Ôi mày, cái này nhiệm vụ nhanh kiếm thông thường. Mỗi ngày tương tác thân thiện à. Tặng hả? À? Mấy cái này nhiệm vụ làm nhanh mà anh nè. Tặng một con đấy. Vô khu dịch mua thêm tặng cho nó full. Từ từ đây à. Gửi thẻ cho chủ dịch em đó. Mọi người chờ mình, vui lòng chờ mình một xíu, mình gửi thẻ cho anh em cái. Chứ không là người ta chuyển khoản cho mình rồi, mình không gửi thẻ người ta bị ăn chửi đấy. Sẵn đây thì mình quảng cáo xíu luôn nha mọi người. Open beta thì anh em nào mà cũng muốn mua thẻ dinh chiết khấu từ 6-9% thì cứ liên hệ với số Ngọc Ken. Có số điện thoại Zalo 0980007879 nha anh em. Mình có cái đường link web thẻ game 24h.com đấy, anh em có thể vào đấy để mua trực tiếp hoặc lên đơn cũng được. Mình đang trong thời gian hoàn thiện ghép. Tặng con nào? Tặng Hồ Tiểu Bảo thôi à? Tặng một con thôi đúng không? Vô trong shop mua mấy cái đầu cam tặng cho nó. Cho nó đỡ tốt thì được. Shop hả? Đi vô dịch á. Khu vô dịch ở chỗ góc ban đầu nhỏ, minimap. No, mua gì đồ ăn hả? Không phải. Cái quà đó, chữ quà đó, chữ quà không? Quà hả? Kéo xuống dưới có mấy đầu cam cam á. Đây hả? Mở hết cái gì? Mua mấy cái? Em mua nhiều, em xu nhiều à, xu em 800k. Cái xu này nó nhiều lắm. Nhiều, chỉ sao thiếu á. Tao thấy tính tao thiếu xu lắm á. Xu nhiều lắm. Được 2000 mà, 2000 mấy xu nè. Tí hết. Rồi. Đâu, tặng quà đâu. Danh thiếp lệnh. Cái này đổi tướng anh. Mình đây là mua bảo hạch mai thọ khai mẹ đâu nhỉ? Cái thằng bò hồi nãy đâu nhỉ? Quên bà rồi. Anh nhấn vào danh sách anh. Đúng anh, danh sách. Thần thiện. Thần thiện. Tặng mỗi con Hồ Tiểu Bảo đúng không? Đâu rồi nhỉ? Quà anh, ấn vào chiếc quà. Đây là đồ ăn. Tặng quà. Cái này không phải cái thằng này nó thích. Thằng này không thích con này, không thích cái này, tặng cái thằng con khác. Em tặng hết cho anh ăn. Đây rồi. Con này để thích này. Kéo cái lên anh, kéo cái lên xíu. Được chưa? Full chưa? Chưa full à? Thêm. Thêm. Thằng mai đâu trời, kiếp của thằng mai cho thằng. Dạ. Kiếm phụ hàng mày bực quá. Hết xu luôn rồi nè. Xu anh có một ít mà. Anh chưa mua mấy gói ở trong shop các thứ ấy. Dẫu tí nó cho đấy. Nhiều. Không cho nhiều. Danh sách này. Được cho 3000k là 3 tỷ, 3 triệu chứ. Quà xu nè. Cho cả đồ ăn, tặng cả đồ ăn. 26-70 là sao? Thể lực ấy, thể lực của mình còn 26-70. Anh tặng nó đủ thể lực đi ấy.
tặng ở bên đồ ăn. Chút một. Tiền tiền gì đây? Hẹn ước gì đây? Đi Chắc chỗ là kỳ hẹn. ngộ ấy, kỳ ngộ ấy. Kỳ Game ngộ ấy lâu này lắm, kỳ ngộ ấy lâu lắm. mấy bà con gái rất khoái chơi lắm, khoái làm ba kỳ ngộ này lắm. Cái chị nâu không nạp bốn gần 3 4 triệu rồi, Cái nào thì lâu ấy, khoảng cước nâu? lâu Nâu hồi đã. chiều, nâu hồi chiều kêu anh nạp, mà chiều anh đang chở bố đi sân bay, với lại anh kêu game này nạp Zalo Pay được, tự nạp đi, tính mua thẻ bên anh. Nâu chịu chơi lắm đấy, Chỉ có thẻ mà, chỉ nạp thẻ được. chị chưa nạp thẻ được đấy, mua chiến lợi. Sao nếu Bên mua nào được em không nhận nữa này. Anh mua 349k. 349 cành. đâu, mua điển tàng chiến lệnh này đúng không? Đúng rồi, cái điểm nào chiến lệnh? 119.900 Đâu Việt cái này Nam đó, 19.98 đô anh. đồng à? Là phải Cái quét máy in app hả? Dạ đúng rồi. rồi Quét in app thì để sau. Mua này được nhiều nguyên liệu. Đây. Xác nhận tuần, nhận thưởng, xác nhận tổng kết mùa giải, nhận thưởng, thưởng nhận nhanh, xác nhận Kẹt cho răng nằm. cái này giờ làm nhiệm vụ này là nhằm nhiệm vụ phụ à? Anh ngồi lâu lắm, nhiệm vụ này nó đi bắt sữa dê lâu lắm, bắt 3 4 phút. Xe cũng hay là tí rồi trả tí nữa hết thì nhập thế vậy. Đi bắt sữa dê cho nó ăn. Sát thủ này khống chế dữ vậy trời. Thoại với An nữa. Đã là tập gốc luôn. Chơi có chịu trời. Giờ là còn làm nhiệm vụ nữa, có thể lên được 7 34 đấy. Anh đi tháp ấy, anh đi tháp cho lên level ấy sao? Vào đâu? Thành tựu. Nhiệm vụ ngày gắn với chữ nhiệm vụ ngày. Nghĩ cái này ra, anh nghĩ cái đấy ra. Đó, chữ nhiệm vụ ngày bên cạnh túi anh, cạnh túi ở bên trái túi. À đây rồi. Thân phận phó bảng Tiến bên trái luyện đây. thiên ba phù anh. Khiêu chiến điểm thí luyện thiên ba phủ nhé. Dạ đúng rồi. Mình đang ngày ba hả? Anh nghe 34 mới mở tiếp. Ý là bây giờ mình phải làm cho được lên level 34 nè. 34 là mắc đúng không? Dạ vâng đúng rồi anh, 34. 1514 kinh nghiệm là mắc. Thế bây giờ tiền được không, đã tiêu được gì đâu nhỉ? Dạ. Ngày hôm nay kim phiếu đâu có tiêu được gì đâu nhỉ? Tiêu hết mấy cái nguyên liệu trong shop á, ngày nó mua được 30 lần, nó mua hết mấy cái đó đi, mày cường Được. quá rồi. Anh đừng có bà cũng mua rồi, mai út tiếp. Các tầng anh đi rồi, anh thoát được. Anh thoát đi mấy tầng anh đi hết rồi. Anh đi tầng 6 rồi mà, 6 tầng kia hết rồi. Ra nghiên cứu quả sốt nhỉ. Sao em Dạ. tụi em đi à, 34 nó cho đi được tầng mười mấy luôn hả? 12. Thời trang cái nào sáng là bấm vào, chơi game thuộc dạng này là cứ cái nào sáng là bấm vào, sổ tay sáng bấm vào, chợ sáng
đâu vậy hả? Mấy cái mua tuần không phải mua đâu anh ạ. Nhận danh sách của danh sách cho phát sáng nhiều thế. Bắt anh úp đồng hành lên. Giờ cái chuyện chọn cái nào sáng là ấn vào cái nào. Chọn cái nào đây? Tạo dựng sự nghiệp. Tạo dựng sự nghiệp. Duyên lữ xem thưởng. Ui quà quá trời, nãy giờ có nhận đâu. Thân thiện tranh thưởng thành tựu chạy lắm thế, tiếp tục nhận hết. Cái nào đỏ là bấm vào anh em. Thông tin chi tiết nhấp mở. Phe cấp danh vọng đồng hành. Bây giờ tăng mấy con này lên nhỉ. Dạ vâng. Mấy cái này có mua được không? Có trong top nhớ có sao sắp dạng năng gì cũng có. Đúng không anh? Đâu rồi? Anh đổi qua ba cái, anh đổi. Anh đổi từ kim bảo qua ba cái. Kim phiếu. Cứ đổi nhiều. Ủa. Chưa mắc ạ. Thôi để lên, lên level đi tháp tiếp này. Mua thế này mắc tiền lắm. Bốn ba không này có mà. Bốn ba tập đấy rồi. Lâm khí xương ba tháng các loại cộng tối đa. Con này chỉ được có 38. Mấy con tím nó bị giới hạn cấp anh. Rồi, lực chiến bao nhiêu đây nào? 14k, sao lực chiến hồi nãy lại, lực chiến lại thấp hồi nãy ta. Anh chưa dùng hóa đồ, anh chưa hóa đồ chưa lên. Vừa nãy mười mấy k, 4k. Vừa nãy 15, mười mấy k này mà. Không. Thêm. Đây là gì? Kho, hiệp lữ. Không bỏ vào được à? Tức vị. Đồ đâu có full đồ lam đâu. Xui. Đi cả đấy xui nó cho đồ quá. Nhiệm vụ ngày. Thân phận. Có bản xong rồi đúng không? Thi đấu. Thi đấu cái này là đánh 1-1 như hồi nãy nhỉ? Đúng anh. Thân phận này là làm cái gì đây? Cái gì đây? Không có cải tiến. Thân phận này cũng hoạt lực nhưng mà kệ nó đi anh. Mình chắc không hoạt lực đâu. Giờ làm sao để lên 34 đây? Rồi anh vào top anh đổi thôi, vào cửa hàng thôi. Giờ làm sao để lên 34 đây? Nó là nhiệm vụ, nó cái nhiệm vụ. Có nhiệm vụ nào không? Tiền nhiệm vụ chính tuyến hết rồi. Mấy nhiệm vụ chính tuyến này nó cho thêm mà. Nhiệm vụ bên dưới anh chưa làm thì thế chắc. Làm mấy cái này. FP, nó có chữ FP. Hả? Nó có chữ FP đấy, đó. Anh cứ làm theo nó là được. Ấn vào vị trí bất kỳ. Này. Không nói cho nhận. Tiếp anh, nhiệm vụ. Làm theo nó là nó cho FP. Ok,
Ok mà kêu này kinh mạnh. Chiêu thức tăng cấp nhanh, tăng nhanh là được. Mở lực chiến đấy nhá, mạnh hơn này. Tiếp nhiệm vụ, tiếp cái nhiệm vụ vẫn là cái nhiệm vụ ấy, cho lên 34 ấy. Cái nhiệm vụ nó hướng dẫn là chính à. Cái này nó khác kỳ ngộ là nó đưa mình tới luôn, còn kỳ ngộ là mình phải đọc và chạy tới. Mấy cái này kiểu nó là hướng dẫn đầu game ấy. À, điện thoại nó có lát lát lâu vậy không? Không anh, điện thoại em chơi thì mượt. Điện thoại 14 Pro Max chơi mượt hả? Bốn Pro Max chơi phải mượt, mượt nhưng mà chết. Ảnh nữa À, không anh ấn vào chính tuyến đi, chính tuyến thì của chính tuyến. đang đi làm gì đây? Anh ấn vào nó những buổi nó chạy ra mấy cái vùng giang hồ. Má thề luôn, cái game này cái map nó rộng thật sự nhỉ. Em là chơi tốn tìm nhất là sao tìm ra được. Anh ấn vào chính tuyến đi, là nhiều chính tuyến, đây là nhiệm vụ kỳ ngộ rồi. Chính tuyến đây, tôi nhấn hoa Dù tông. nghe hướng dẫn các thứ ấy. Kệ cho nó tự chạy, ấn vào cái nó nhảy rồi khác, nó nhảy nhiệm vụ kỳ ngộ ấy, Nó vẫn hay nhảy qua bên kỳ ngộ lắm. Cái kỳ ngộ nhiệm này vụ mà làm được hết giang hồ. chắc cũng mất thời gian nhiều lắm này. Chính Chết làm tuyến sao được. hỏa tông cho đến rồi mà. Cương vị nhân gian trong nhiệm Đối thoại với thằng đối thoại với An Oãn Đạt, anh đang đối thoại sao nó chạy đến, anh ấn lại rồi sao nó chạy, nó chưa chạy đến hay sao ấy, rồi mà nó cứ chạy qua kỳ nó ngộ không. lồi ra, ấn vào anh ấn vào cái lồi ấy. Trong hướng dẫn đối thoại với An Noãn Đạt, Thế là đạt rồi. à, thế là Đúng làm cái này là làm cái thứ hai tiếp tục đấy phải không? Tiếp tục rồi, anh thấy nhờ bên em chạy từ cái lương ba tư luôn mà. đến Lưu Tâm Linh. À, cái này cũng chưa mà, hỏa trung chưa, đang còn không Hoàn chính thành tuyến hương mà. vị nhân gian, anh ấn vào đấy, anh ấn vào đấy. Hương vị nhân gian sao lại anh thế nhỉ? Đạt rồi mà sao lại không được? Đấy là chạy qua kỳ ngộ chưa đạt mà, nó như đây mà hương vị nhân gian còn Nhân món món độc một đáo đấy. ở quán quán ven đường không. Trong nhiệm vụ chỉ hỏa trung tình nhận ở 25 đối thoại với An Noãn đến Giang Nam bến tàu đường kích hoạt. Chưa có cái cục mở khóa gì đây. Nấu nướng hả? Anh chạy À, gần nó nấu có nướng, chứ. nấu nướng, nấu nướng. Mày nếu mày kể Anh ấn vào đầu lành chán thật. ngọt, anh Nấu ấn vào chiếc nướng. đầu lành ngọt đi, Đầu này anh ngọt ấn vào đấy. chiếc đầu lành ngọt ở bên kia kìa, bên kia cơ, ở bên thực phổ ấy. Anh ít anh làm lại, hoặc anh bốn bỏ cả bốn món đi mà cũng được đi không. Anh chạy ra chạy lại em đấy, bỏ cả bốn rồi. Làm đầu bếp luôn à. Đấy, em thấy thật sự mình cứ chạy qua kỳ ngộ khó chịu thật sự. Tiếp anh ấn vào cái đấy luôn, anh ấn vào cái kỳ ngộ ấy, anh ấn vào kỳ ngộ ấy, Đâu rồi, nó đâu anh ấn vào rồi? cái chữ kỳ An ngộ ấy. Noãn, An Noãn đây, An Noãn Đó đây. là cô nhỏ. Dạ Lại qua kỳ ngộ. đúng rồi, anh nhiệm vụ kỳ ngộ hương vị nhân gian một đấy anh. Nó bắt mình vào thành kỳ ngộ mà. À, bắt hoàn thành kỳ ngộ rồi. Dạ. Bảo sao bước hai người bạn mèo à. Mẹ cũng rối đấy, cái này mày ông già mày 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 mày
chắc phải cho một đội làm nhiệm vụ kiểu này với lại cho chạy kỳ ngộ thôi. Anh ấy nói sức kỳ ngộ. Rồi. Tiếp tục. Người bạn mèo hoàn thành rồi. Tiếp tục. Nó cứ chạy thôi nhỉ. Nó lên được cái ba ba không? Ủa, cái này là nạp cái alpha test này chúng ta chỉ nạp có 15k thôi nhỉ? Không, anh nạp bao nhiêu nó hoàn trả đến nhiêu xong rồi nó hoàn trả mắc là 15k anh, trả 50% ấy. 15k là hoàn trả được 150%. Anh hoàn trả, anh nạp 30k mà hoàn trả mới lên 15k. Để tí anh xem nó nạp tổng bao nhiêu. Đây nó ghi. Gửi cái bảng hoàn trả nhanh coi nào, nghiên cứu rồi. Leo vào 51 sẽ lên. Em gửi qua rồi. Đây mình thêm cho anh em xem luôn. Để mình thêm cho anh em xem luôn nhá. Sao xã Liễu Bù. Đây mọi người, cái hoàn trả thì chúng ta chỉ tính ở cái level 51 thôi nhá. Kim phiếu là trả kim phiếu 100%, trả ngân phiếu 50%, chúng ta trả tổng lại là 150 nhá. Thì ngân phiếu trả tối đa là 15k. Em chỉ gửi một cái bảng này đọc để anh gửi anh đọc cái khác. Thì này anh này 30k anh hoàn trả được 15k ngân phiếu thì em gửi thêm. Có cái bảng. Nạp 30k. Thế là nạp 30k là tương đương với lại tương đương với được hoàn trả 15k. Không, nghĩ là nạp 30k là tương đương với Việt Nam đồng thì bên này là thường thường tỷ lệ của Vinagame là 1 triệu Việt Nam đồng sẽ được 4k in game. Sao nạp lẻ lẻ thế nhỉ? Đúng ra nó phải nạp tới 10 củ chứ nhỉ? Sao xã Liễu Bù. Anh xem nào. Ngươi là hờ nhân, vì hờ lãng wo. Tất cả những em em gửi như thế này nó không có hết, nó chỉ có một cái đấy. Đây em có cái ví, nó ghi chữ ví dụ ở đây. Đưa cái link đọc hoàn trả đó gửi vào Zalo cho anh đọc xem nào. Dạ. Gửi cái link trên trang chủ á. Đây. Đây. Để mình nghiên cứu cái hoàn trả này cho anh em xem nhá, level 51 trở lên nè. Vì là dựa vào tất cả các thanh toán này, tất cả thứ hiện không. Đâu để mình cho anh em xem luôn đi. Chụp 11 trang ấy. Không mở ra được. Số kim phiếu game cho kỹ trả. Dựa vào tổng kim phiếu nào 100% thôi ngân phiếu. Tối đa là trả tối đa là 15k ngân phiếu. Thế thì mình phải nạp là mình nạp bao nhiêu nhỉ? À đây. Ví dụ là mỗi người chơi đạt cấp 55 và tổng nạp 50k kim phiếu trong server thử nghiệm alpha test, người chơi đó sẽ nhận 50k kim phiếu và 15k ngân phiếu đạt giới hạn tối đa là 50k ngân kim phiếu là tương đương với lại 40k là thường nếu như theo cái tỷ giá giá dinh nhé, tỷ giá dinh vì cái này đang in app này thì mình không có rành, với tỷ giá dinh của các game của Vinagame thì thường là 1 triệu là sẽ được 40k ngân phiếu kiểu đấy, thì 10 triệu sẽ được 40k.
50k này nó là mười mấy triệu, 12 triệu à, đúng không anh em? Cái này mình phải nghiên cứu thật là kỹ, thì đâu mình phải nghiên cứu kỹ cái này. Nói chung là anh em cứ nạp 50k ngân phiếu vào thì anh em sẽ được trả 50k kim phiếu và 15k ngân phiếu, lời được 15k ngân phiếu. Bây giờ nó ví dụ mình nạp nhiều hơn ấy anh, còn nạp đúng ngày chỉ 30k là đủ gán full hoàn trả ấy. Đọc cái ví dụ 2 ấy, ví dụ 3 là nó ví dụ mình nạp nhiều hơn cái dự tính của nó ấy. Ví dụ 2 là mỗi người đặt 55, đặt 30k ngân phiếu. Người chơi đó sẽ được 30k ngân phiếu và 15k ngân phiếu 50%. Rồi, chỉ cần nạp 30k kim phiếu là đủ anh em ạ. Anh em chỉ cần nạp 30k kim phiếu thôi là anh em đã ok rồi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ đi. Mày này chỉ đánh lên đơ bật mười mấy người ta ghê hết trời. Đánh không phải chịu điểm đánh ghê. Năm này bắt đầu đói đói bụng rồi. Mình đi từ chiều giờ về chưa ăn. Giờ này cũng phải kiếm gì ăn. Kiếm ăn xong rồi chúng ta sẽ cảm thêm tiếp. Kiếm là tới mặt nào rồi. Chắc nói nhiều ấy. Nói đi nói lại vậy. Trò chuyện. Đi lát rồi cái mặt nó với à. Đi lát à. Mà. Thôi hôm nay mình buổi tối hôm nay mình live stream tới đây thôi. Một lát nữa thì cơm nước xong mình sẽ tiếp tục trải nghiệm để mà am hiểu game hơn. Hẹn gặp lại anh em vào buổi livestream ngày mai. Còn chung quy lại thì nãy giờ mình chơi con game Thiên Gia Minh Nguyệt Đao này thì mình thấy là game đồ họa là khá là đẹp, hay còn gọi là đồ họa thuộc dạng là top đầu của những cái con game trong cái thị trường Việt Nam rồi. Và lối chơi thì anh em thấy lối chơi rất là chân thực đúng không? Tạo kiểu như là bản thân mình là nhập vai vào nhân vật luôn đấy, nhìn rất chân thực luôn. Còn mà môn phái thì cũng đang có 6 môn phái, khá là đa dạng môn phái để cho anh em có thể lựa chọn hợp gu của anh em. Anh em thích tay dài, thích tay ngắn, anh em thích cục súc, anh em thích bút, anh em thích kiểu đứng từ xa rỉa máu này kia đều có đáp ứng đủ để cho anh em lựa chọn. Và đây thì mình nhận xét là một dạng game là nó kết hợp rất nhiều ở cái sự cày cuốc. Anh em phải cày, phải tìm hiểu, ví dụ như những cái nhiệm vụ kỳ ngộ này này, anh em phải cày này. Những nhiệm vụ như nãy giờ anh em thấy mình làm nhiệm vụ là anh em vừa chơi, vừa tìm hiểu, vừa khám phá. Thì cái hay nó ở chỗ đó, dành cho những anh em nào mà cái thể loại game này nó giống giống kiểu khám phá, cho anh em khám phá từng chương kiểu đấy. Thì anh em đam mê cày cuốc thì con game này là rất là phù hợp. Rồi nó vừa cày cuốc nhưng mà anh em cũng phải cần phải luyện cái trình kỹ năng PK nha mọi người. Anh em phải luyện xài cái skill làm sao, tính toán làm sao, combo làm sao cho nó chuẩn. Thành bại cái này gọi là xin trích một câu nói của một tựa game nào đó rất là quen thuộc, thành bại tại kỹ năng anh em nhé. Và anh em nhìn xem cái map thì ôi trời ơi, cái map nó lớn lắm anh em ạ. Map này rất là rộng lớn, anh em có thể thoa hồ và đi chụp chẹt, đi bay nhảy đấy. Thoa hồ dẫn bạn gái đi chỗ này chỗ kia trong cái tựa game này mà không sợ hết map anh em nhé. Nhiều con game thì map nó gói gọn, nó chỉ được mấy map thôi, nó nhỏ nó bé quá, anh em chơi nó nhanh chán. Còn anh em chơi những game như thế này, map nó nhiều, nó rộng như thế này, chơi nhiều khi chơi tới 1-2 năm rồi vẫn chưa thuộc hết các tọa độ của map nữa đâu. Nên là anh em cứ thỏa sức mà trải nghiệm anh em nhé. Trong game này thì mình thấy là có một cái chế độ đó là thi đấu này, mình thấy là có PK là 1-1 này, 5-5 này, 40-40 này, với hàng trăm sinh tồn
chiến trường Vinh Quang đấy, 40 trên 40 là cái thế cái map thi đấu này thì khả năng là thứ tư để hôm nào mở nhỉ? Cái này chưa, hình như là chưa mở. Cái này là bữa nào mở thì anh em thử vào đánh xem. Chưa hôm mỗi thứ tư mở hai trận này. Đấy, thứ tư thì anh em mới đánh được thì mình cũng chưa được trải nghiệm, nhưng mà thấy là 40 với 40 thấy là nó đã có cái sự hấp dẫn thật sự rồi đúng không anh em? Và skill của con game này thì như mình mới chơi con phái Thái Bạch này thì mình thấy skill là khá đẹp. Và nó không có bị delay khi mình xài chiêu anh em. Nó không bị khựng lại, nó rất là mượt. Đấy anh em xem này. Ối. Đấy. Nói có sách mách có chứng nhá mọi người. Skill rất đẹp. Đấy, skill rất đẹp và rất mượt, nên là anh em có thể là tải ngay con game bom tấn Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao top 1 về thể loại game nhập vai kiếm hiệp theo ở thời điểm hiện tại. Anh em hãy tải ngay ở trên Google Play, hoặc anh em lên trên nếu mà chơi bên iOS thì anh em lên trên App Store. Còn anh em chơi giả lập thì anh em muốn chơi PC thì anh em hãy tải giả lập LD Player về, hoặc là cái giả lập nào đó nó phù hợp tương thích với lại cái máy của anh em, rồi anh em dùng cái ứng dụng CH Play ở trong giả lập, anh em tải tìm kiếm Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao về và tải về. Còn trang chủ của game cũng như group game hay là kênh TikTok cũng như là nhóm Zalo game thì mình đã để ở dưới cái phần miêu tả của cái buổi livestream này, và rất mong anh em ủng hộ Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao thì sẽ ủng hộ thêm kênh YouTube Ngọc Ken Gaming để theo dõi những buổi livestream, những video clip liên quan tới Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao mỗi ngày bằng cách ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp Ngọc, ấn vào chuông thông báo để không bỏ sót video clip của Ngọc khi Ngọc lên sóng anh em nhé. Còn bây giờ là chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em vào những buổi livestream tiếp theo nha.